Giang phủ rất nhanh tới, Vinh Huy vội vàng hạ chiến xa, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, đối thủ hộ đại môn địa sát quân quát, nhanh đi bẩm báo. Cửu thiên công tử, hạ tiểu thư, đạt các chủ đến thăm, để các người thành chủ ra tiếp giá. Thủ hộ đại môn chính là bốn cái thần tướng, mấy người nhìn thấy Vinh Huy vào tới, bản năng lấy ra binh khí, như lâm đại địch. Nghe được hắn về sau, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói ra, lui ra phía sau, muốn gặp chúng ta thành chủ, trước đệ trình bái thiếp bịch, Vinh Huy một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn đôi mắt chừng một cái, đằng đằng sát khí nói ra, ánh mắt người mù không biết ta. Không biết, một người thành thành thật thật nói ra, chúng ta vừa mới thay quân, trước kia ở trong bộ lạc. Đại nhân, bất luận ngươi là ai? Thống lĩnh chúng ta nói, ngoại trừ diệt ma các người, những người còn lại muốn vào giang phủ hết thảy đệ trình bái thiếp. Vinh Huy hai mắt tối đen, có loại muốn ngất đi xúc động. Đằng sau ba chiếc chiến xa thế nhưng là ngồi cửu thiên công tử, Hạ tiểu thư, đạt các chủ, chẳng lẽ lại để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy bái thiếp hắn không bao giờ đi cái nào làm bái thiếp a? Chuyện gì? Đúng lúc này, bên trong truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh, Lưu thống lĩnh thấp bé thân thể ra trong cửa lớn, hắn nhìn lướt qua Vinh Huy, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức chắp tay nói, a à, nguyên lai là Vinh các chủ, làm sao? Ngươi muốn gặp thành chủ, lão Lưu, ngươi đừng tìm ta giả ngu. Vinh Huy cắn răng nghiến lợi truyền âm nói, cửu thiên công tử hạ tiểu thư đặt các chủ ngay tại đằng sau, để Giang giật ra tiếp giá. Lưu thống lĩnh mơ hồ nháy nháy mắt, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía trước đi đến, đối đằng sau ba chiếc chiến xa chắp tay nói, không biết là cửu thiên công tử, hạ tiểu thư đặt các chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến. Hành lễ xong, Lưu thống lĩnh lập tức quay đầu đối mấy tên địa sát huấn luyện quân sự trách mắng, các người còn đứng ngây đó làm gì còn không đi mời thành chủ đại nhân ra. Ông, ba chiếc chiến xa cấm chế lấp lánh, một tên phong thần như ngọc công tử còn có một cái mang theo cái khăn che mặt toàn thân đều mông mông lung tiểu thư cùng một vị trung niên cường giả đi ra chiến xa đằng sau tám tên hộ vệ nhanh chóng đuổi theo đem mọi người vây lại thật khí phái a à, lưu thống lĩnh âm thầm cười lạnh tám tên hộ vệ rõ ràng đều là diệt ma chiến thần cấp bậc cái này cử thiên công tử cùng hạt tiểu thư phô trương quả nhiên lớn cử thiên công tử quét lưu thống lĩnh một chút lạnh lùng mở miệng nói dẫn đường đi Lưu thống lĩnh bước nhanh mang theo mọi người hướng bên trong đi đến, đi đến lớn nhất đại điện bên trong mời bốn người an tọa, lại phân phó thị nữ lên một chút trà ngon, lúc này mới cười làm lành nói, cửu thiên công tử, hạ tiểu thư, đạt các chủ, vinh các chủ thỉnh an ngồi, ta đi mời thành chủ ra. Những này hạ nhân cũng thật là, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hừ, cửu thiên công tử dáng dấp phi thường có đặc điểm, cái mũi rất cao, đôi mắt như điện, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, nhà các ngươi thành chủ kiêu căng thật a, à, Tiêu Hoàng gặp ta, cũng không dám bày lớn như thế kiêu ngạo a à quay đầu ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Tiêu Hoàng, hắn là thế nào quản giáo hạ nhân. Báo, Lưu thống lĩnh còn không có xuống dưới, một tên thần tướng bước nhanh đi tới, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, thành chủ đang lúc bế quan, mở ra cấm chế, thuộc hạ không dám đánh nhiễu. Ừ, người này vừa mới dứt lời, Vinh Uy cùng cửu Thiên công tử hạ tiểu thư mang hộ vệ toàn bộ sát khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lần này bọn hắn là thật sự nổi giận giang giật vừa mới tại cuồng thần bảo náo xong trở về tựu bế quan cái này nói ra ai mà tin a à cái này nói rõ liền là không cho cửu thiên công tử hạ tiểu thư bọn người mặt mũi a à. chư vị đừng nổi giận lưu thống lĩnh cười làm lành nói ra đại gia an tâm chớ vội ta cái này tự mình đi đem thành chủ mời đi ra nhất định mời đến nói xong lưu thống lĩnh bước nhanh ra ngoài cửu thiên công tử hàm dưỡng cũng không tệ cũng không nói gì thêm khó xử một cái hạ nhân không phải là phong cách của hắn còn hạ tiểu thư cùng đạt các chủ càng là một câu đều không nói cũng không có uống trà cứ như vậy ngồi yên lặng mấy cái đại nhân vật hàm dưỡng hoàn toàn chính xác rất không tệ đợi chừng hai nén nhang thời gian đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng ở đợi nửa canh giờ còn không có gặp người những hộ vệ kia cùng vinh huy sắc mặt dần dần thay đổi vinh huy thậm chí nhớ tới tự mình đi tìm giang giật nhưng cử thiên công tử bọn người mặt không biểu tình không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh hắn cũng không dám làm loạn theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua cửu thiên công tử cùng đạt các chủ sắc mặt rốt cục có chút biến ảo, Vinh Huy càng là ngồi như châm đệm, nội tâm đem giang giật mắng mấy trăm lần, hận không thể sinh ăn thịt của hắn. Một canh giờ sau, cửu thiên công tử rốt cục nhịn không được, lạnh lùng hướng Vinh Huy nhìn thoáng qua. Vinh Huy lập tức nổi giận đùng đùng đứng lên đi ra phía ngoài, hắn đoán chừng bị tức điên rồi, bước chân đặc biệt trọng, vận dụng thiên lực đem sàn nhà đều dẫm nứt rất nhiều khối, một đường hành tẩu sàn nhà một đường vỡ ra, phát ra trầm muộn thanh âm. Ha 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 ha, Vinh Huy còn chưa đi ra đại môn, bên ngoài tiểu truyền đến một đạo cởi mở làm người ta như Mộc Xuân Phong tiếng cười. Giang giật người mặc một thân màu trắng cẩm bào nhanh chân đi đến, tóc còn có chút thấp cộc cộc, còn không có vào cửa tiểu cười to nói, hôm nay trước kia ta liền thấy hậu viện Phong Linh Hoa mở ra, ta một mực buồn bực hôm nay có chuyện gì tốt phát sinh nguyên lai là chư vị quý khách đại giá Quang Lâm A. Giang giật mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười đi đến, nhưng nhìn thấy Vinh Huy dưới chân một đầu tuyến vỡ tan sàn nhà về sau, nụ cười dần dần động lại, hơi kinh ngạc mà hỏi, Vinh các chủ, ta nghe nói chư vị quý khách tới lập tức dừng lại tu luyện, còn tắm rửa thay quần áo một phen chuẩn bị nghênh đón chư vị. Người vì sao đem nhà ta sàn nhà hủy hoại đất này tấm rất đắt, một khối giá trị trăm vạn thần nguyên. chương 1394, lui không lui binh. Ê, Vinh Huy lúc đầu lên cơn giận dữ, nghe được giang giật phía trước kia mấy câu, có loại hỏa không biết đi cái nào đốt cảm giác, nghe được cuối cùng hai câu nói lại mộng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua dạng này cửu thiên công tử mấy người cũng mộng các nàng xuất thân cao quý trước cao trọng quyền thấy qua người đều khách khách khí khí chưa từng như thế như thế vô lại trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp bọn hắn tới cửa tìm đến phiền phức giang giật ngược lại tốt vừa đến đã muốn dọa dẫm các nàng giang thành chủ vinh uy cắn răng thấp giọng muốn nói vài câu giang giật lại nhanh chân đi tới quay đập vinh uy bả vai nói đương nhiên giang mỗ tuy nghèo vài miếng đất tấm thần nguyên vẫn phải có vinh các chủ yên tâm ta sẽ không để cho ngươi bồi vinh các chủ mời ngồi nói xong giang giật không tiếp tục để ý vinh huy trực tiếp hướng bên trong đi đến vẻ mặt tươi cười hướng cửu thiên công tử hạ tiểu thư ba người chắp tay nói ba vị quý khách giá lâm giang phủ bồng tất sinh huy a à. người tới đi đem ta chân tàng lá trà lấy tới ba vị ta này lá trà thế nhưng là trăm vạn thần nguyên một hai a à, giống như không phải ba tương lai chính ta đều không bỏ uống được trăm vạn thần nguyên một hai cửu thiên công tử trong mắt lóe lên một tia đùa cợt quát tay áo nói, Giang Thành chủ khách khí, đã như vậy chân quý lá trà, vậy cũng không cần lên. Chúng ta cũng không dám quát như thế quý trà, lần này tới là tìm thành chủ đại nhân nói điểm chính sự. Giang giật vừa mới ngồi lên chủ vị, nghe xong lời này sắc mặt lập tức trở nên có chút oán giật, nói ra, Cửu Thiên công tử, lời này của ngươi là có ý gì có phải hay không xem thường Giang Mô a hay là ngại trà này không tốt các ngươi người tới là khách, truyền đi ngoại nhân có thể biết nói Giang Mô không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sẽ không làm người có cái gì chính sự đều tốt nói, trước uống trả đi. Cửu thiên công tử bọn người bó tay rồi, đạt các chủ đều quay đầu đi, vinh huy mặt càng là triệt để trầm xuống. Giang giật còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa hắn hiểu cấp bậc lễ nghĩa sẽ đi cùng thần bảo dọa dẫm lại phái binh phong sơn. Cửu thiên công tử hạ tiểu thư gia giáo không tệ, không đến mức tại chỗ vạch mặt, chỉ có thể cố nén lửa giật, khẽ vuốt cầm trước thưởng thức trà, hai người không có mở miệng đạt các chủ cùng vinh huy cũng không tốt nói cái gì. Một đám thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lên một chén chén hương khí bừng bừng nước trà. Lần này trà quả nhiên so vừa rồi đã khá nhiều, bất quá nói trăm vạn thần nguyên một hai kia thuần túy là vô nghĩa, cửu thiên công tử bọn người tùy ý nhấp mấy cái, tự kết luận đây chỉ là lá trà bình thường, giá trị nhiều nhất mấy trăm thần nguyên một hai đi. Sang giật một bên quát còn một bên thản nhiên tự đắc nói ra, cửu thiên công tử, hạ tiểu thư, đạt các chủ, này lá trà không tệ a à đây chính là thánh linh giới bên kia lá trà, một năm mới ra một cân, ta tìm rất nhiều quan hệ mới cho tới một chút xíu. Phốc, cửu thiên công tử một miệng nước trà phun tới, lên thanh kịch liệt ho khan, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn tay lau miệng. Nhìn thấy Giang giật sắc mặt thay đổi, liền vội vàng khoát tay nói, Giang thành chủ, thật có lỗi, bị sặc, này lá trà thật là không tệ, rất không tệ. Bất quá, ta kiến thức qua một loại tốt hơn lá trà, cũng là lần trước đi thánh linh giới bằng hữu đưa, quay đầu đưa chút cho Giang thành chủ nếm một chút, Cửu thiên công tử thực sự chịu không được giang giật không biết xấu hổ, kẹp thương đeo gậy bắt đầu ám phúng hắn. Ý tứ rất rõ ràng người điểm ấy phá lá trà cũng đừng hít hà, ta thế nhưng là thật đi qua thánh linh giới, bên kia còn có bằng hiếu, âm thầm điểm danh thân phận của hắn, để giang giật không muốn khoe khoang. Vậy thì tốt quá, giang giật sắc mặt thoáng cái thay đổi tốt hơn, mặt mũi tràn đầy thân thiết nói ra, đã sớm nghe nói cửu thiên công tử trượng nghĩa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền A. Người người bạn này ta giao, đúng rồi, con người của ta kỳ thật không phải rất thích uống trà, người tiền mặt liền tốt. Phốc, hạ tiểu thư cùng đạt các chủ vinh các chủ một mực tại mượn uống trà, tránh cho đi xem giang giật kia xấu xí sắc mặt, giờ phút này toàn bộ phun tới, các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói người khác tặng lễ, muốn người khác trực tiếp tiền mặt. Ha ha ha, giang giật không phải cửu thiên công tử nói chuyện, chính mình cười ha hả khoát tay nói, nói đùa đâu, nói thật cửu thiên huynh người coi như không tệ. Tại địa sát giới nhân phẩm khí độ thiên tư có thể vượt qua người thật đúng là không nhiều, chiến thần các tương lai tổng các các chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a à. Giang huynh quá khen rồi, Giang huynh mới là tuổi nhỏ anh tài, cửu thiên công tử chắp tay, vừa định hàn huyên vài câu, nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng. Bọn hắn tới làm gì tựa như là tìm đến phiền phức, làm sao biến thành cùng Giang giật lôi kéo tình cảm Giang giật tính là thứ gì có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lập tức cửu thiên công tử nói phong nhất chuyển, nghiêm mặt nói ra, Giang thành chủ, ta cũng không khách sáo, lần này tới là vì cùng thần bảo sự tình, nghe nói cuồng thần bảo cùng giang thành chủ có chút hiểu lầm đạt các chủ cùng hạ tiểu thư dừng lại uống trà sắc mặt cũng trang nghiêm nghiêm mặt nhìn qua giang giật hạ tiểu thư không biết trên người có bảo vật gì toàn thân đều mông mông lung thấy không rõ giờ phút này một đôi mắt lại phá lệ sáng rực rõ ràng đang bày tỏ đối việc này coi trọng cho giang giật làm áp lực hiểu lầm giang giật một mặt vô tội lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói nha là có chuyện như vậy ta đi tìm hạ thống lĩnh mua một gốc thất diệp lan hạ thống lĩnh ghét bỏ giá cả thấp một điểm tựu không có bán ta, đằng sau ta liền đi a. À. Đây không tính là hiểu lầm gì đó đi, nói chuyện làm ăn thôi, nói lũng tựu nói, không thể đồng ý coi như xong, người không nói ta đều quên chuyện này. Cửu thiên công tử bó tay rồi, chuyện đã xảy ra hạ thống lĩnh sớm đưa tin nói rõ được tin tưởng rồi chứ, giang giật nói rõ là dọa dẫm, lại nói như vậy vô tội. Hắn cũng không tốt vạch mặt điểm phá, ánh mắt nhìn về phía Vinh Huy, cái sau ngầm hiểu nói ra, đã không phải hiểu lầm, Giang thành chủ vì sao phái binh đem cuồng thần bảo cho vây quanh, còn có việc này, Giang giật bay nhảy thoáng cái đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: Việc này ta không biết a. À, theo cuồng thần bảo sau khi trở về ta tự bế quan, Giang phủ người đều biết rõ a. À. Là cái nào tinh trùng lên não như vậy không hiểu chuyện người tới, truyền lưu thống lĩnh vào đây, phản bọn hắn. Nói xong Giang giật hướng cửu thiên công tử hạ tiểu thư bọn người chắp tay nói: Chư vị yên tâm, việc này ta nhất định tra ra. Nếu có người không làm tròn trách nhiệm, nên mất chức mất chức nên giết đầu mất đầu, ta nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp, cho chư vị một cái công đạo. Cửu thiên công tử bọn người lần nữa kiến thức cái gì gọi là vô sỉ, bất quá giang giật đã như vậy cho phối hợp, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là khẽ vuốt cầm chờ đợi giang giật xử lý. Bất quá, tiếp xuống chàng diện lại làm cho mọi người lần nữa bó tay rồi. Lưu thống lĩnh rất mau vào tới, đồng thời còn mang đến một phần công văn, giang giật nổi giận đùng đùng hỏi thăm một phen, lưu thống lĩnh lại đối đáp trôi chảy, chết cắn có người báo cáo, bọn hắn chỉ là làm theo thông lệ thôi mà lại báo cáo người còn mang đến các loại công văn đều có kỹ càng lập hồ sơ nguyên lai like là dạng này ha, à. giang giật hỏi thăm một phen về sau phát tay để lưu thống lĩnh bọn người xuống dưới lúc này mới hướng cử thiên công tử chắp tay nói chư vị xem ra đích thật là hiểu lầm ta nói đám này thằng danh con làm sao có sao mà to gan như vậy lại dám đi cuồng thần bảo nháo sự yên tâm các loại chờ tội phạm truy nã truy nã về sau ta lập tức để bọn hắn triệt binh chư vị yên tâm trở về, cùng thần bảo là ta chỉ hạ sản nghiệp, ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn nó. Giang giật cái này xuất diễn diễn sắc mặt của mọi người triệt để chìm xuống dưới, bên ngoài còn bắt không được giang giật một điểm lỗ thủng, coi như địa sát các tổng các đến điều tra đồng dạng không dùng. Việc này cùng giang giật không quan hệ, người phía dưới cũng không có phạm sai lầm, hết thảy đều hợp tình hợp pháp. Ha ha, một mực không có mở miệng hạ tiểu thư đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, nàng tiếng cười rất êm tai, cũng không có nửa điểm nộ khí, nàng một đôi con người sáng người sáng người nhìn qua Giang giật nói, Giang thành chủ, dạng này không có ý nghĩa. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, việc này như vậy bỏ qua, người tốt ta thật lớn ra tốt, nếu không. Tự gánh lấy hậu quả, cửu thiên công tử cũng chịu đủ điều khí, đã hạ tiểu thư đều chuẩn bị vạch mặt, hắn cũng không che giấu, đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, Giang thành chủ, cho câu thống khoái nói đi, lui không lui binh. Trường 1395, cúi đầu, Lui, Giang giật phi thường sảng khoái trả lời, lập tức bổ sung một câu, nhưng Không phải, chư vị, thành chủ có thành chủ khó xử, ta phải hướng Lam ưng phủ phụ trách, phải giống như Điện sát quân chủ phụ trách, phải giống như thành nội cùng trong bộ lạc mấy trăm vạn con dân phụ trách. Rất tốt, cửu thiên công tử nở nụ cười, trong mắt lại đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói ra, hy vọng Giang thành chủ không muốn là hôm nay sai lầm quyết định hối hận. Ta làm ra quyết định, chưa từng hối hận, Giang giật cũng cười xoay chuyển ánh mắt nói, kỳ thật, cửu thiên công tử ta cùng lệnh tôn đã từng gặp một lần, ngươi muốn làm gì quyết định, tốt nhất đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Không tiến, chư vị, nói xong giang giật quay người hướng bên cạnh bên cạnh hành lang đi đến, thế mà trước một bước rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau cửu thiên công tử bọn người. Mọi người cũng bị giang giật câu nói sau cùng kinh hãi, cửu thiên vũ cùng giang giật gặp qua chẳng lẽ giang giật có lớn vô cùng địa vị. Lần trước tại Yên Vũ Sơn Mạch, cửu thiên vũ phân tới một lũ thần hồn, ngược lại là miễn cưỡng tính toán gặp qua. Lần trước Mộc Hồng trà không cho Cửu Thiên Vũ mặt mũi, Cửu Thiên Vũ đương nhiên sẽ không đem việc này khắp nơi nói, Cửu Thiên công tử bọn người không biết rõ tình hình. Về trước đi, Cửu Thiên công tử trầm ngâm một lát mang theo mọi người rời đi giang phủ, về tới Vinh Uy trong phủ đệ, Hạ tiểu thư đi vào cũng có chút khẩn trương hỏi, "Biểu ca, Giang giật thật cùng bá phụ đã gặp mặt?" "Không biết." Cửu Thiên công tử lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, "Trước khác đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đưa tin cho mẫu thân, tìm phụ thân hỏi một chút đi, giống như Giang giật thật có lai lịch lớn, lần này chúng ta thật đúng là chỉ có thể nhịn. Ừm, hạ tiểu thư cùng đạt các chủ cũng không dám làm loạn, cửu thiên công tử lập tức lấy ra đưa tin lệnh bài để mẹ hắn thân hướng cửu thiên vũ lời nói khách sáo. Đừng nhìn cửu thiên công tử ở bên ngoài nghiêu khí hống hống, trong nhà lại phi thường e ngại cửu thiên vũ. Dù sao hắn huynh đệ đông đảo, như làm sai chuyện, cho cửu thiên vũ ấn tượng không xong, cái này phó các chủ có thể lập tức liền không có địa sát thành một tòa xa hoa trong trang viên, một cái cùng cửu thiên công tử có chút giống uy nghi nam tử đang ngồi ở trong hậu hoa viên thưởng thức trà, ngồi bên cạnh một cái đoan trang thanh lệ thiếu phụ. Nữ tử này nhìn rất trẻ trung, nhưng trong khung lại có một cỗ thành thuộc hương vị, một cái nhân mày một nụ cười đều phi thường có nữ nhân vị, yêu nhã mười phần. Giờ phút này trên người nữ tử một khối ngọc phù phát sáng lên, nàng nhìn lướt qua, lông mày có chút một đám, bất quá cũng không nói lời nào, chỉ là đứng dậy cho uy nghi nam tử rót một ly trà, lại an tĩnh ngồi ở một bên uy nghi nam tử chính là chiến thần các tổng các chủ cử thiên vũ hắn nâng chung trà lên nhấp mấy cái chờ nước trà thấy đáy xinh đẹp thiếu phụ lại rót đầy về sau mới quét nàng một chút hỏi trạch lại tại bên ngoài làm loạn ha ha cái gì đều không thể gạt được phu quân xinh đẹp thiếu phụ uyển chuyển cười nói hắn giờ phút này ngay tại thần ưng thành đâu cùng thần ưng thành thành chủ gọi giang giật giống như có chút một chút hiểu lầm để cho ta hỏi một chút người cái này giang giật có cái gì địa vị Xinh đẹp thiếu phụ rất thông minh, nàng phi thường tinh tường cửu thiên vô tính khí, không dám nói bóng nói gió quanh co lòng vòng, cũng không dám có một tia giấu giếm, đây cũng là cửu thiên vũ yêu thích nàng địa phương. Giang giật thần ưng thành, cửu thiên vũ ngay từ đầu không nhớ ra được, lập tức sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trầm giọng hỏi là Lam ưng phủ giang giật. Nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ nhẹ gật đầu, cửu thiên vũ sắc mặt càng khó coi hơn. Lần trước tại Yên Vũ Sơn mạch hắn nhưng là mất đi mà to, mặc vũ tộc người căn bản không có cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Mặc dù không liên quan giang giật sự tình, nhưng đây là trong lòng hắn một viên đâm, để hắn toàn thân không thoải mái. Hừ, càng nghĩ cửu thiên vũ càng cảm thấy không thoải mái, trùng điệp hừ một cái, để lại một câu nói đi, để hắn chạy trở về Lam ưng thành đi, không có việc gì tự yêu dày vò, cái tốt không học, hoàn khố công tử tổ chức ngược lại là học lấy hết. Nhìn qua thở phì phì đi cửu thiên vũ, xinh đẹp thiếu phụ dọa sợ, con trai của nàng tại cửu thiên vũ nhiều như vậy nhi tử bên trong xem như hiểu chuyện nghe lời, cũng không có hoàn khố chi phong. Cửu thiên vũ cũng một mực rất yêu thích hắn, lần này lại nói nặng như vậy xem ra cái này giang giật lai lịch xác thực đại, cửu thiên vũ đều không thể trêu vào a à. Thật tình không biết, cửu thiên vũ không phải không thể trêu vào, cũng không phải sinh cửu thiên trạch khí, chỉ là bởi vì nhớ tới yên vũ sơn mạch sự tình nổi giận mà thôi. Giang giật cùng mặc vũ tộc có quan hệ, loại tiểu nhân vật này, hắn cũng không muốn đi trêu chọc, giết giang giật không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại đắc tội mạc vũ tộc. Xinh đẹp thiếu phụ không biết nội tình, lập tức lấy ra ngọc phù cho cửu thiên trạch đưa tin, để cửu thiên trạch tuyệt đối không thể đắc tội giang giật, đem sự tình xử lý tốt, hồi trở lại lam ưng thành đi. Cái gì, thần ưng thành bên trong, cửu thiên trạch bị dọa đến càng thảm hơn, mẫu thân nàng đưa tin xử trí từ phi thường nghiêm khắc, cho thấy cửu thiên vũ trước nay chưa từng có nổi giận, để hắn lập tức chạy trở về lam ưng thành đi. Cái này, Hạ tiểu thư cùng đạt các chủ vinh uy hai mặt nhìn nhau, đối với các nàng tới nói cửu thiên vũ liền là trí cao vô thượng quân vương, cửu thiên vũ đều như thế nổi giận, cũng không dám đắc tội giang giật, các nàng thế mà vừa rồi kém chút cùng giang giật vạch mặt. Cửu thiên trạch trong phòng đi qua đi lại, rất nhanh quyết định chủ ý nói, vinh uy, đi đem hạ thiên mang đến, mặt khác đem gốc kia thất diệp lan cùng một chỗ mang đến, chúng ta lại đi một chuyến giang phủ. Vinh uy nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, cửu thiên trạch nghĩ nghĩ lại đối một gã hộ vệ hạ lệnh người lập tức truyền tống về đi, đem ta phủ thượng cấp cao nhất lá trà mang lên, còn có đem gốc kia thiên tâm thảo cũng mang đến, tốc độ phải nhanh. Hạ tiểu thư cùng đạt các chủ sắc mặt ảm đạm, cửu thiên trạch đây là chuẩn bị hoàn toàn phục mềm nhũ na, hạ tiểu thư có chút ấy náy nói ra, biểu ca, việc này đều tại ta ra người không tốt. Đừng nói nữa, cửu thiên trạch mặt âm trầm khoát tay nói, nhà ngươi sự tình chính là nhà của ta sự tình, lần này chỉ đổ thừa chúng ta nhìn lầm, nên cúi đầu tự cúi đầu đi, ai? Ai? cùng một thời gian, giang phủ trong hậu viện cũng vang lên một đạo nặng nề tiếng thở dài. tiêu lãnh cùng cổ mục lưu thống lĩnh hà vĩ hắc thần đều tại giang giật lại nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, không để ý đến mọi người. tiêu lãnh khe khẽ thở dài có chút đau đầu, làm giang giật hộ vệ vốn cho là chỉ là một hạng phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ, hắn lại cảm giác nhiệm vụ này giống như sông cửu u minh giới, thời khắc đều có thể chết đi a. À. cổ mục cùng lưu thống lĩnh hà vĩ bọn người một mặt ngưng trọng, vừa rồi giang giật ngược lại là sướng rồi đánh cho ba cái đại nhân vật mặt ba ba vang, nhưng mọi người tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có mãnh liệt phản công, nói không chừng tại trong phủ thành chủ cũng có thể tao ngộ ám sát. Giang giật là thành chủ, nhưng vạn nhất đối phương mời sát thủ đâu diệt sát giang giật sau lại đem giết tay làm đâu không có chứng cứ coi như địa sát quân chủ cũng sẽ không động cử thiên trạch đám người. Báo, một canh giờ sau, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng truyền báo, đem tất cả mọi người dọa đến thân thể run lên, cho là có cái đại sự gì sắp xảy ra lại không nghĩ rằng một tên thần tướng bước nhanh đi tới, trong tay cầm một phần bái thiếp, cung kính nói ra, bẩm thành chủ, Cửu Thiên công tử hạ tiểu thư đạt các chủ vinh các chủ liên danh bái kiến thành chủ đại nhân. Cái gì? Tiêu lãnh bọn người coi là nghe lầm, Cửu Thiên công tử các nàng lại tới, hơn nữa còn đệ trình bái thiếp. Thần tướng lần nữa thuật lại một lần, lại đem bái thiếp đệ trình đi lên, mọi người sau khi liếc nhanh mấy lần mới đầy mắt khiếp sợ đồng thời hướng Giang giật nhìn lại, Giang giật trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, cũng không có mở to mắt chỉ là khoát tay áo nói khẽ, lão lưu, dẫn bọn hắn đi phòng khách chờ lấy, liền nói ta lại bế quan, để các nàng các loại chờ ba năm ngày lại nói. Bịch, Hà Vĩ tưởng rằng thượng giới ba năm ngày, hai chân run lên, ngồi ngay đó. chương 1396, chịu phục, cửu thiên vũ không dám làm loạn, tại giang giật trong dự liệu. Nhưng giang giật vạn vạn không nghĩ tới cửu thiên công tử bọn người thế mà lại chịu thua cúi đầu còn sợ đến như thế dứt khoát, triệt để như vậy. Tại Yên Vũ Sơn Mạch, cửu thiên vũ đối đầu mặc vũ tộc hắn tự sợ, đằng sau một mực không có tìm chính mình phiền phức, rõ ràng là sợ mặc vũ tộc, sợ lục ưng vương. Chính như Mạch Lăng Thu nói, tại địa giới không sợ lục ưng vương thật đúng là không nhiều. Sở dĩ giang giật kết luận chính mình nói ra cửu thiên vũ danh tự, cửu thiên công tử cũng không dám động, hắn sẽ đi trực tiếp hoặc là gián tiếp hỏi thăm cửu thiên vũ. Sự tình một khi truyền đến cửu thiên vũ nơi đó, hắn khẳng định sẽ để cho cửu thiên trạch nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hòa giải được rồi. Giang giật lại không nghĩ rằng cửu thiên vũ trong cơn giận dữ, cửu thiên trạch mẫu thân để ý tới sai ý tứ, dẫn đến cửu thiên trạch thoáng cái tựu sợ, còn nộp bái thiếp, việc này nếu là truyền đi, toàn bộ địa sát giới đều sẽ cười đến rụng răng. Lần này Giang giật ngược lại là không có như vậy quá mức, vẻn vẹn để cửu thiên trạch bọn người đợi nửa canh giờ liền đi phòng khách gặp các nàng, đi vào hắn vẫn như cũng mặt mũi tràn đầy như một xuân phong, cười rất thân thiết. Tựa như trước đó không có bất kỳ cái gì không thoải mái, cửu thiên trạch là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ, chư vị ngồi a à, đều đứng đấy làm gì hắn ngồi lên chủ vị về sau nhiệt tình ngoắc nói sau đó hắn nhìn thoáng qua hạ tiểu thư hơi kinh ngạc nói ra hạ tiểu thư trên người ngươi vì sao mông mông lung thấy không rõ a à đây là thần thông gì bảo vật a à, thật là lợi hại a à. ông hạ tiểu thư trên thân bạch quang lóe lên lộ ra nguyên trạng thích che giấu bề ngoài đại gia tộc tiểu thư quả nhiên dáng dấp cũng không tệ cái này hạ tiểu thư cũng là đỉnh cấp mỹ nhân có thể cùng hiên viên lang yên cân sức ngang tài bất quá giang giật phi thường chán ghét các nàng trong khung cái chủng loại kia kiêu ngạo cái này đoán chừng là bản thổ thần tộc nước tiểu tính trời sinh cảm giác yêu việt bạo dạp hạ tiểu thư trên mặt đỏ ửng rủ xuống mí mắt không biết là bởi vì thẹn thùng còn là bởi vì bi phẫn nàng cúi người thi lễ một cái nhẹ giọng nói ra ta y phục này là một kiện đặc thù bảo vật loại này y phục rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều có linh hồn nếu là đạt tới nhất định cường độ vẫn có thể xem thấu a à, a à, hiểu rõ giang giật nhẹ gật đầu để chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới vẫy tay một cái nói, người tới, dân trà, tốt nhất trà. Không cần, cửu thiên trạch đứng lên, trên mặt miến cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Giang thành chủ, chúng ta lần này chỉ là tới ngồi một chút, lập tức sẽ hồi trở lại Lam ưng phủ. Không cần nói nhảm nhiều lời, Giang thành chủ, sự tình lần này ta cửu thiên trạch chịu phục, người tới, đem hạ thiên dẫn tới. hưu bên ngoài cửu thiên trạch một gã hộ vệ mang theo hạ thống lĩnh đi tới, hạ thống lĩnh bị trói thành thịt bánh trưng, sau khi đi vào trực tiếp quỳ xuống cúi đầu cửu thiên trạch trong tay một cái giới chỉ phát sáng lên lấy ra mặt khác một chiếc nhẫn ném mạnh đi qua chắp tay nói giang thành chủ hạ thiên ta mang đến mặc cho ngươi xử trí bên trong có một gốc thất diệp lan còn có một gốc linh hồn loại linh dược thiên tâm thảo không kém gì thất diệp lan nơi này còn có một số lá trà là thánh linh giới mang về lần này ta có mắt không trồng đắc tội giang thành chủ hy vọng lần này ân oán như vậy coi như thôi sau khi nói xong cửu thiên trạch thật sâu xoay người xuống dưới cúi xuống tôn quý đầu lâu hạ tiểu thư cùng đạt các chủ vinh uy đồng dạng đứng dậy cúi đầu thái độ thả vô cùng thấp nhận sợ nhận ra triệt đề lợi hại giang giật âm thầm giật mình cái này cửu thiên trạch là cái nhân vật cầm được thì cũng buông được loại người này đáng sợ nhất thân là cấp cao nhất công tử hôm nay loại này tổ chức như truyền đi hắn danh khí tựu xấu nhưng hắn không có nửa điểm nhăn nhăn nhó nhó là cái nhân vật hung ác ha 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 giang giật cười ha hả lần này không tiếp tục quá phận thân thiết đứng lên đi đến hạ thống lĩnh trước mặt tự mình cho hắn mở trói, lúc này mới nhìn về phía cửu thiên trạch nói làm cái gì vậy nho nhỏ hiểu lầm thôi không đáng không đáng a à, cửu thiên huynh ngươi dạng này là muốn gấp của ta thọ a à. cửu thiên trạch thở dài một hơi đối giang giật ngược lại là coi trọng vài lần giống như lần này giang giật lần nữa làm khó hắn người này tự lòng giả quá nhỏ hẹp khó thành đại khí trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói giang huynh chúng ta có chuyện quan trọng về trước Lam Ưng Thành, lần sau như đến Lam Ưng Thành ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị, cáo từ. Nhất định, nhất định, Giang giật kéo cửu thiên trạch tay phi thường thân thiết, một đường đưa đến Giang phủ bên ngoài, cho đủ cửu thiên trạch mặt mũi, hai người tại Giang phủ bên ngoài huynh đệ tình thâm, lưu luyến không rời dáng vẻ, để rất nhiều chuẩn bị xem náo nhiệt gia tộc đám thám tử trợn tròn mắt. Ông! Cửu Thiên Trạch bọn người tiến vào trong sân rộng ở giữa truyền tống trận truyền tống đi, tại sắp truyền tống lúc rời đi, cửu thiên trạch xa xa nhìn thấy giang giật còn tại giang phủ bên ngoài đưa mắt nhìn hắn, âm thầm gật đầu nói, người này thật là cái nhân vật, giống như thực lực có thể đứng dậy, sẽ là một cái phi thường lợi hại người. Biểu muội các ngươi hạ ra về sau tốt nhất đừng lại đắc tội hắn. Lưu thống lĩnh, giang giật tại cửu thiên trạch bọn người sau khi đi, quát khẽ nói, lập tức đưa hạ thống lĩnh trở về, ngoài ra để cho đám kia tinh trùng lên não chạy trở về đến, không có việc gì đi cuồng thần sơn dày vào cái gì chỗ kia là bọn hắn có thể đi sao. Tuân mệnh, lưu thống lĩnh chắp tay nghe lệnh trong mắt nhưng đều là kinh nghi giang giật rõ ràng đại thắng lực áp cửu thiên công tử vì sao còn muốn như thế làm dáng cái này cho ngoại nhân nhìn cái này luôn đánh cờ là giang giật thua hắn bị cửu thiên trạch bọn người lực áp bất đắc dĩ lui binh a tiến thối tự nhiên thắng thắng không kiêu bại không nản không muốn cái gọi là mặt mũi chỉ cần lợi ích thực tế tiểu tử này quá gian trá về sau cùng hắn làm địch nhân chính là chuyện rất đáng sợ a à. Tiêu lãnh thì minh bạch giang giật thâm ý, giang giật vốn chính là một tiểu nhân vật, sĩ diện làm gì dùng có thể cầm tới lợi ích thực tế mới là chân đạo lý. Chỗ tốt đã tới tay, cho cửu thiên trạch bọn người một chút mặt mũi, về sau đường sẽ tốt hơn đi một chút. Cửu thiên trạch thế mà quỳ đến triệt để như vậy, tiêu lãnh trong đầu lần nữa hiện lên một cái thật sâu nghi vấn, hắn đối giang giật coi trọng mấy phần. Hắn cũng không biết rõ giang tiểu nô sự tình, chỉ là coi là giang giật cùng mạch lăng thu có chút quan hệ, sở dĩ tiêu lãnh mới có thể đặc biệt chiếu cố, lại không nghĩ rằng Giang Giật có càng lớn địa vị nếu không cử thiên vũ cũng không dám động Giang Giật. Cùng tiêu lãnh có đồng dạng hoang mang còn có hiên viên lăng yên. Ngoại nhân không biết tình hình thực tế, nhưng hiên viên lăng yên lại phi thường tinh tường, cử thiên trạch hạ tiểu thư lần này bại ngã nhào, mặt mũi gần như mất hết, nàng thu được mật thám tin tức về sau, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Phòng nàng trong góc có một đạo hắc ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen, là một cái lão giả. Hắn dừng một chút, phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, tiểu thư, nếu không lần này kế hoạch coi như xong đi làm không tốt hội biến khéo thành vụng, cử thiên công tử đều chiêu chọc không nổi. Hiên viên lăng yên thân phận so cử thiên trẻ kém xa, sở dĩ lão giả này mới có thể như thế lo lắng. Hiên viên lăng yên lại lắc đầu nói, kế hoạch đã thi hành một nửa, lại thế nào có thể nửa đường rời khỏi, nguyên thủy linh bảo ta nhất định phải được, dù sao lần này không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cùng ta có quan hệ, coi như xảy ra chuyện lại như thế nào. Tốt ha, Tiêu lãnh dò xét tin tức hẳn là cũng nhanh đến, bọn hắn rất nhanh hội lên đường, lão nô đi trước bố trí. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, thân thể lóe lên biến mất trong phòng, hiên viên lăng yên một đôi như nước mùa xuân đôi mắt phát sáng lên, khóe miệng cong lên nỉ non nói, giang giật, người vận khí luôn luôn rất tốt, lần này đâu. chương 1397, Hoàng Cát Thành Linh Dược không có vấn đề, đích thật là thất diệp lan cùng thiên tâm thảo, cái này hai gốc Linh Dược cộng lại ít nhất giá trị 8900 thần nguyên, còn có này lá trả đoán chừng cũng giá trị trăm vạn thần nguyên đi. Cổ mộc từng tại lạc gia ngây người rất nhiều năm, đối với cái này linh dược rất hiểu, hắn cẩn thận phân biệt thoáng cái nhẹ nhõm hạ kết luận. Giang giật con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng, đại gia tộc đệ tử xuất thủ liền là xa xỉ A, cái này cộng lại cũng nhanh ngàn vạn thần nguyên. Ngàn vạn thần nguyên, Giang giật nghĩ nghĩ thân thể kích động run lên, trầm giọng hỏi, cổ mộc A, à, Ngươi nói ta đem những này đồ vật cầm lấy đi bán như thế nào ngươi không phải nói đi thánh linh giới cần ngàn vạn thần nguyên sao cái này đến một chút còn kém không nhiều lắm. Cổ mộc trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, ngượng ngùng nói ra, đại nhân, thứ này vô cùng ít thấy, người nếu là xuất ra bán đi, tại diệt ma các giá cả nhiều nhất chỉ có 500 vạn. Người như cầm tới trên chợ đen đi bán, cuồng thần bảo mới có thể bán ra giá cao, nhưng lập tức hội truyền đến cửu thiên trạch trong tai. Đến lúc đó hắn trong cơn giận giữ buông lời ra ai dám mua lại nói đại nhân, thứ này có thần nguyên đều rất khó mua được, thuần túy xem vận khí, người hẳn là chính mình luyện hóa. Cái này hay gốc linh dược luyện hóa, linh hồn của người cường độ ít nhất có thể đạt tới thần tướng đỉnh phong. Tại diệt ma các chỉ có thể bán 500 vạn thần nguyên. Giang giật sờ lên cái mũi, diệt ma các cũng quá đen tối. Bất quá chính thức giá cả một mực rất thấp, nếu không hắc thị tòa thành cũng không có tồn tại cần thiết theo cuồng thần bảo dọa dẫm đến đồ vật lấy thêm đến cuồng thần bảo đi bán giang giật ngẫm lại thôi được rồi, tới tay đồ vật khác đừng cả không còn. trầm ngâm một lát, hắn còn không hết hy vọng, hỏi, ngoại trừ cuồng thần bảo bên ngoài, liền không có lớn hắc thị. Người cảm thấy thế nào? Cổ mục hỏi ngược lại, giang giật tỉnh ngộ lại, cuồng thần bảo phía sau có cửu thiên vũ, có được như thế thế lực cường đại, như thế nào lại cho phép một cái khác hắc thị giao dịch thành lâu đài tồn tại cho dù có cũng sớm bị bọn hắn diệt. Vậy quên đi, chính ta luyện hóa đi. Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, đắc tội thế lực lớn quả nhiên là chuyện rất phiền phức, về sau sợ là nghĩ tại hắc thị muốn mua ít đồ, đều rất khó, chẳng lẽ lại hắn nhiều lần phái binh đem cuồng thần bảo cho phong thật không có phẩm sự tình làm nhiều rồi, dùng hậu nhân người gặp hắn giống như tránh ôn dịch. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, tiêu lãnh nhanh chân đi đến, trầm giọng nói ra tiêu ra truyền tin tức tới, tình báo hẳn là là thật. Làm ưng trong phủ ít nhất có mười mấy cái diệt ma các phân các đều có cường giả xuất động, đuổi theo giết độc linh. Giang giật, người như muốn hoàn thành nhiệm vụ muốn lập tức động thân, mà lại lần này còn muốn tìm vận may, như cho người khác nhanh chân đến trước, tự uổng công một chuyến. Đi, Giang giật một mực chờ đợi tiêu lãnh tin tức, giờ phút này đạt được xác định lập tức quát khẽ, lưu thống lĩnh, triệu tập bốn tên thần vương đỉnh phong đại thống lĩnh cùng ta ra ngoài một chuyến. Lưu thống lĩnh từ bên ngoài đi tới. Có chút trần chờ nói ra, đại nhân, mới vừa cùng cử thiên công tử náo loạn không thoải mái, người vẫn là đừng rời bỏ thần ưng thành đi. Vạn nhất có người mời sát thủ, không nếu như để cho tiêu lãnh đại nhân một người đi hoặc là liền để bốn cái đại thống lĩnh đi giúp người hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Không được, Giang giật rất quả quyết nói ra, lần này ta phải đi, hiên viên lăng yên ngay tại tìm ta phiền phức đâu, ta nếu không đi loa vân sơn mạch, hiên viên lăng yên tuyệt đối sẽ không cho ta chiến công, sẽ còn báo cáo của ta. Tiêu lãnh cùng lưu thống lĩnh khe khẽ thở dài, Giang giật cừu ra làm sao nhiều như vậy a? À? Lưu thống lĩnh nghĩ nghĩ lại cảm thấy không yên lòng nói ra, nếu không, chúng ta đi chung với người đi, mang nhiều chọn người, chí ít không ai dám làm loạn. Vẫn chưa được, Giang giật khoát tay áo nói, theo địa sát luật, ta mỗi lần ra ngoài nhiều nhất mang bốn người, nhiều vẫn là sẽ bị hữu tâm người báo cáo. Yên tâm đi, lão Lưu, cửu thiên trạch lần này đã sợ đến như thế dứt khoát, hắn sẽ không làm loạn, chỉ ít thời gian ngắn sẽ không làm loạn, lão tiêu, đi, Giang giật nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi, tiêu lãnh cùng lưu thống lĩnh không có biện pháp. Tiêu lãnh nhanh chóng đuổi theo, lưu thống lĩnh đi an bài địa sát quân bốn cái tối cường đại thống lĩnh đi theo giang giật mà thôi. Các loại chờ giang giật bọn hắn đến quảng trường lúc, kia bốn cái đại thống lĩnh cấp tốc chạy tới. Đây là địa sát quân người, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ nghe theo thành chủ điều khiển, giang giật mang theo mọi người vọt vào truyền tống trận, một đường hướng lam ưng phủ biên cảnh thành trì hoàng cát thành. Lần này truyền tống khoảng cách phi thường xa, ít nhất phải truyền tống mấy trăm lần. Giang giật rất thảm, thời gian cấp bách, hắn cũng không dám thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể cắn răng, thẳng đến linh hồn không chống nổi mới dừng lại nghỉ ngơi, đều không đi quán trọ ngay tại trong sân rộng nghỉ ngơi. Cũng may Giang giật một mực tại phục dụng linh hồn tiên thảo, gần nhất linh hồn tăng cường một chút, mỗi lần đều có thể truyền tống cái 17-18 lần, nghỉ ngơi 2-3 canh giờ lại có thể đứng vững. Nghỉ ngơi một chút, Giang giật, người đem thiên tâm thảo luyện hóa, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tốc độ quá chậm. Truyền tống mấy chục lần về sau, tiêu lãnh phi thường quả quyết hạ lệnh, hắn truyền âm cho Giang giật nói, thiên tâm thảo tương đối ôn hòa, người tốn hao một chút thời gian liền có thể luyện hóa, linh hồn cũng là chậm rãi tăng cường, không ảnh hưởng đi đường. Tốt, Giang giật đã sớm đau đầu chuyện này, mấy trăm lần truyền tống cái này muốn cái mạng của hắn đi. Lập tức lập tức tìm một cái quán cho tại tiêu lãnh chỉ điểm xuống luyện hóa thiên tâm thảo, hao tốn một ngày thời gian, thiên tâm thảo nhẹ nhóm luyện hóa, linh hồn thoáng cái tự mạnh mẽ hơn không ít. Linh hồn trong thức hải cũng xuất hiện một đoàn to lớn màu xanh nhạt khí thể, vây quanh linh hồn, không ngừng bị hấp thu. Đi, Giang giật mở to mắt bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, liên tục truyền tống 30 lần mới chịu không được. Mà lại theo thời gian chuyển rời, linh hồn của hắn không ngừng mạnh lên, mỗi lần có thể truyền tống số lần cũng đang tăng thêm. Tại hạ giới thời gian trôi qua 7 ngày sau, Giang giật rốt cuộc đứng ở một tòa cự thành bên trong, xuyên thấu qua bầu trời vòng bảo hộ Giang giật nhìn thấy một mảnh cát vàng đầy trời. Hắn lay động một cái đầu, nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ, rốt cuộc đến hoàng cát thành. Nghỉ ngơi một hồi, lão tiêu làm phiền ngươi đi tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Giang giật mang theo mọi người tiến vào một cái trong khách sạn, để tiêu lãnh đi tìm hiểu tình báo. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, không thăm dò rõ ràng tình huống mạo muội hành động, lần này nói không chừng hội uổng công một chuyến tiêu lãnh là tiêu ra một hào nhân vật coi như hoàng cắt thành thành chủ thấy hắn đều phải quỳ xuống tìm hiểu một chút tình báo quá đơn giản tại giang giật bọn người uống một bình trà về sau tiêu lãnh liền trở lại bất quá sắc mặt có chút khó coi hắn truyền âm nói các người diệt ma các ít nhất tới trên trăm cái diệt ma chiến thần đều đang tìm độc linh mà lại cát vàng phủ bên kia đại gia tộc mở ra treo giải trên trời cát vàng phủ bên kia cũng không ít cường giả đang đuổi giết giờ phút này loa vân sơn mạch bên trong đoán chừng cường giả như mây cát vàng phủ bên kia cũng tới cường giả. Giang giật sắc mặt trầm xuống, thế cục hỗn loạn như thế, vạn nhất có thích khách trà trộn vào đi, một cái không tốt hắn tự bàn giao tại Loa Vân Sơn Mạch. Nhưng hắn không đi Loa Vân Sơn Mạch, bị người âm thầm điều tra nâng chứng nhận, đến lúc đó coi như tiêu lãnh chém giết độc linh, hiên viên lăng yên cũng có thể không cho hắn chiến công, ngược lại có thể báo cáo hắn, đem hắn trục xuất diệt ma các. Đi, vì bốn vạn chiến công giang giật không thèm đếm xỉa, giống như mọi thứ đều sợ đầu sợ đuôi, hắn dứt khoát cái gì cũng không cần làm, tại thần ưng thành dưỡng lão chờ chết được rồi. chương 1398, chạy không được. Loa Vân Sơn mạch cái tên này là có lai lịch, cát vàng phủ cái này phủ vực danh tự cũng tương tự có lai lịch. Cát vàng phủ bên kia địa hình rất đặc biệt, phần lớn là sa mạc, có địa phương cưới thần châu phi hành mấy ngàn vạn dặm đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc, cát vàng đầy trời, khí hậu mười phần ác liệt. Hoàng Cát Thành mặc dù tại Lam ưng phủ, nhưng bởi vì tới gần cát vàng phủ, cho nên ra lệnh cho tên là Hoàng Cát Thành, ngụ ý qua thành này liền là Cát Vàng phủ. Loa Vân Sơn mạch càng kỳ lạ một chút, nơi này thỉnh thoảng lại có vòi rồng, thẳng thông thiên tế, từ xa nhìn lại cũng cảm giác vân đô tại xoay tròn, cho nên ra lệnh cho tên là Loa Vân Sơn mạch. Nơi này vòi rồng cùng địa phương còn lại khác biệt, nơi này phi thường khủng bố, coi như thần châu bị cuốn vào đi vào cũng phải nát thành bột mịn. Bình thường diệt ma chiến thần bị cuốn tiến vào đều có thể chết đi, có thể tưởng tượng nơi này vòi rồng chi khủng bố vòi rồng tại sao lại khủng bố như vậy chẳng lẽ bên trong ẩn chứa một loại cường đại phong hệ pháp tắc. Giang giật xuyên thấu qua thần châu nhìn qua bên ngoài đầy trời cắt vàng, nhìn qua mờ tối bầu trời, rất là không hiểu. Vòi rồng thế mà có thể diệt sát diệt ma chiến thần, giống như không phải tiêu lãnh nói, Giang giật khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay, để hắn không muốn xả đàn. Không phải, tiêu lãnh lắc đầu giải thích nói, là một loại rất khủng bố hỗn độn thú, loại này hỗn độn thú là một loại côn trùng, tên là hoàng cát trùng thể tích rất nhỏ, nhìn cùng hạt cát không có khác nhau, hoàng cát trùng rất nhiều, phi thường khủng bố, một khi bị cuốn vào vòi rồng, sẽ tao ngộ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn hoàng cát trùng công kích. Tại vòi rồng bên trong, cường giả thiên lực hội nhiễu loạn, chiến lực hạ xuống, sở dĩ rất dễ dàng bị hoàng cát trùng đánh giết. Nguyên lai là dạng này, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, mặt khác bốn tên đại thống lĩnh ngược lại là đã sớm nghe nói, không có nửa điểm ngoài ý muốn, Giang giật hỏi ngược lại, vậy cái này loa vân sơn mạch phía dưới không phải cũng rất nguy hiểm. Đúng, tiêu lãnh gật đầu nói, loa vân sơn mạch phía dưới chiếm cứ rất nhiều hoàng cát trùng, ai dám xông vào lòng đất vạn trượng, sẽ gặp hoàng cát trùng liên tục không ngừng công kích. Mà lại loa vân sơn mạch còn thỉnh thoảng có sa thành bạo, mặc dù không có vòi rồng khủng bố như vậy, nhưng phạm vi đặc biệt rộng, cũng vô cùng nguy hiểm. Giang giật nhẹ gật đầu, nội tâm có nhất cả trứng, hắn chỉ còn lại một đoàn dung hợp hỏa diễm, giống như cửu u lãnh hỏa không bị cái kia tiểu thú thôn phệ, hắn liền có hơn một loại bảo mệnh thần thông. Hắn theo bản năng lặng yên lấy ra hỏa linh châu, dò xét thoáng cái cái kia tiểu thú. Đáng tiếc tiểu thú một mực tại ngủ say, loại kia cực hàn hỏa diễm cũng còn lại không nhiều lắm, bị nó đang từ từ hấp thu. Thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, rất mau ra hiện từng tòa liên miên chập trùng cự sơn, bất quá những này cự đại sơn mạch đều là trụi lùi, không có bất kỳ cái gì thực vật hoa cỏ, cùng sa mạc không có khác nhau. Tiêu lãnh khi tiến vào dãy núi sau đột nhiên quát khẽ, hạ thần châu, dán vào dãy núi phi hành. Bốn tên đại thống lĩnh không có chút gì do dự bắn ra, Giang giật chỉ có thể đi theo mọi người bay xuống thần châu. Tiêu lãnh thu hồi thần châu xong cùng Giang giật giải thích nói, cái này loa vân sơn mạch không thể bay trên trời cao, rất dễ dàng hấp dẫn vòi rồng, chỉ có thể dán vào dãy núi phi hành. Đây cũng là đạo lý gì Giang giật không hiểu, bay trên trời cao cùng vòi rồng có quan hệ gì, tiêu lãnh cũng không có giải thích tùy ý nói một câu quay lại người sẽ biết. Mọi người một đường dán vào dãy núi phi hành, bay mấy ngàn trượng, phong dần dần lớn lên, cát vàng đem sáu người đều bao phủ đi vào, nhưng tầm nhìn trở nên phi thường thấp. Cũng may có tiêu lãnh tại căn bản không cần giang giật đi dò xét, tiêu lãnh thần thức rất khủng bố, nhẹ nhóm có thể dò xét phương viên 10 vạn lý. Một đường bay đến, trọn vẹn bay đại nửa ngày, giang giật phát hiện không có tao ngộ một người, không nhịn được buồn bực hỏi, lão tiêu A, à, cái này loa vân sơn mạch đến cùng lớn bao nhiêu A. À? Rất lớn, Tiêu Lãnh quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, giống như không lớn, Độc Linh làm sao có thể ở bên trong ẩn núp lâu như vậy, nơi này thần thức sẽ còn bị một chút hạn chế. Nơi này còn có rất nhiều thần bọn phỉ đoàn, bởi vì địa hình phức tạp, việc không ai quản lý khu vực, bất quá nhiều như vậy diệt ma chiến thần vào đây, sơn phỉ quân đoàn có thể đều bị khu trục. Giang giật nhẹ gật đầu tiếp tục phi hành, hắn tốc độ phi hành không nhanh, Tiêu Lãnh cũng không để ý, ở chỗ này tốc độ chậm một chút sẽ an toàn rất nhiều. Mọi người là đến tìm người cũng không phải muốn đi ngang qua loa vân sơn mạch. Dừng lại, lần nữa bay một canh giờ, Tiêu Lãnh đột nhiên quát lạnh, hắn cau mày, dò xét một lát quát lớn, hướng bên trái bay, lập tức. Bốn tên đại thống lĩnh sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng mang theo Giang giật hướng bên trái bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, Tiêu Lãnh bám theo một đoạn, ánh mắt lại một mực nhìn lấy vừa rồi cái hướng kia. Nhưng bay một nén nhang về sau, hắn lần nữa quát khẽ tốt, dừng lại đi, hai bên đều tới người, rõ ràng nhằm vào chúng ta. Quá nhiều người chạy không được, đợi lát nữa giống như khai chiến, bốn người các ngươi bảo vệ giang giật, còn lại đừng quản. Giang giật năm người sắc mặt trầm xuống, làm sao vừa mới tiến dãy núi tựu tao ngộ nhiều người như vậy còn nghiêm trọng đến muốn khai chiến tiết tấu tiêu lãnh nhanh như vậy tốc độ, vì sao không mang theo hắn đào tẩu. Rất nhanh giang giật liền biết nguyên nhân, bởi vì phía trước truyền đến từng đạo tiếng xé gió, phía trước nhất lại có hai cái diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả, tốc độ quá nhanh, vô số thần thức nhanh chóng khóa chặt giang giật mấy người. Vù vù, càng ngày càng nhiều người cấp tốc bay tới, bốn tên địa sát quân đại thống lĩnh sắc mặt lạnh xuống. Phía trước ít nhất bay tới vài trăm người, diệt ma chiến thần cấp bậc một người, thần vương ít nhất có 30 người, nếu muốn là khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Tiêu lãnh đứng tại trước mọi người mới, bốn tên địa sát quân tướng giang giật vây lại, trên thân binh khí xuất hiện, thiên lực vờn quanh, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Tiêu lãnh dò xét một phen, sắc mặt cũng yên lặng, truyền âm nói, hẳn là thần phỉ, không phải tam đại thế lực người. Từng bầy cường giả bay tới, phía trước nhất tên kia chiến thần cấp bậc cường giả tại phía trước ngàn trượng khoảng cách ngừng lại, nhìn chằm chằm nhìn qua mọi người. Tiêu Lãnh bên ngoài cơ thể một bộ màu đen chiến giáp hiển hiện, còn lại bốn tên địa sát quân cũng triển lộ màu đen chiến giáp, Tiêu Lãnh trầm giọng nói ra, địa sát quân chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ lui tán. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tiêu Lãnh không thuộc về địa sát quân, hắn chỉ là người của Tiêu gia thôi không bằng hắn làm một bộ địa sát quân chế phục quá đơn giản đây cũng là hắn dám đến nơi này lớn nhất ỷ vào địa sát quân tại địa sát giới lực uy hiếp vẫn là rất lớn địa sát quân phía trước gã cường giả kia cùng mấy người còn lại liếc nhau ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nếu như là chiến thần các địa sát các diệt ma các người đã giết thì đã giết nhưng địa sát quân vạn nhất tiết lộ tiếng gió vậy liền sẽ bị định vì tội phạm truy nã toàn bộ đại lục truy nã hiu 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 một bên khác mấy trăm người cũng cuồng lướt mà đến chiến thần cấp cường giả lại nhiều một người. Cái này thần bọn phỉ đoàn thật lớn, có được hai cái diệt ma chiến thần, năm sáu mươi cái thần vương, vậy liền coi là đi huyết tẩy một cái thành nhỏ cùng bộ lạc cũng đủ. Đương nhiên, tại địa sát giới còn không có như thế cuồng thần bọn phỉ đoàn, đột sát thành chỉ vậy sẽ bị đuổi giết đến chết. Động thủ, đằng sau chạy tới tên kia chiến thần cấp bậc cường giả dùng thần thức tại phụ cận quét một lần, xác định chỉ có giang giật mấy người về sau, thế mà hạ đạt mệnh lệnh công kích. Địa sát quân mặc dù có được quyền uy tuyệt đối, nhưng giống như đem giang giật mấy người toàn bộ chém giết, ai nào biết là bọn hắn làm. Chương 1399, Hoàng cát trùng. Tiêu Lãnh Kỳ thật đoán sai, lần này tới rất nhiều diệt ma chiến thần, nhưng cũng không có đem những cái kia thần bọn phỉ đoàn xua tan, ngược lại khiến cái này thần bọn phỉ đoàn đều trở nên hưng phấn, bình thường nào có nhiều như vậy lạc đàn dê béo a. Lần này truy sát độc linh nhiệm vụ, diệt ma các bên trong rất đa phần các đều có tiếng gió. Độc Linh đoạn mất một cái chân, thời gian ngắn cũng không có biện pháp khang phục. Chém giết độc linh 4 vạn điểm chiến công, để rất nhiều diệt ma chiến thần đều có chút tâm động, trọng yếu nhất chính là còn có một cái đặc biệt tiếng gió độc linh tại cát vàng phủ tập sát một cái đại gia tộc công tử, tranh đoạt một kiện nguyên thủy linh bảo. Tin tức này thông qua rất nhiều bí mật con đường truyền đến những cái kia diệt ma chiến thần trong tai, những người này lập tức như điên cuồng xúc động, cũng không tạo thành chiến đội, nhao nhao độc thân hành động. Nguyên thủy linh bảo chỉ có một kiện, gọi một đội người làm sao chia đến lúc đó sẽ còn nội chiến. Kết quả là, loa vân sơn mạch năm cái thần phỉ đại quân đoàn hưng phấn, nhiều như vậy lạc đàn dê béo, bọn hắn không ăn vậy xin lỗi bọn hắn thần phỉ xưng hào, dù sao chém giết sau rời đi loa vân sơn mạch tiềm ẩn một đoạn thời gian chính là, thần phỉ có thần phỉ thủ đoạn, tùy ý có thể thay đổi đầu đổi mặt tiềm ẩn. Kỳ thật, tiêu lãnh cũng đã nhận được độc linh thân bên trên có nguyên thủy linh bảo tin tức, bằng không hắn cũng sẽ không mạo muội tới chỗ này hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi này thần phỉ lá gan quá lớn thế mà liền điện sát quân cũng dám giết mọi người không biết là đám này thần phỉ dám động thủ rất lớn nguyên nhân là bởi vì giang giật giang giật thực lực quá thấp một đám người lại vây quanh hắn thần phỉ nghĩ lầm giang giật là đại gia tộc công tử trên người bảo vật cùng thần nguyên khẳng định nhiều vô số kể làm cái này một phiếu đầy đủ bọn hắn tiêu sái rất nhiều năm giết tiêu lãnh trong tay một cái ám hắc sắc chiến đao xuất hiện Bạo giống một tiếng cùng bốn tên đại thống lĩnh đưa tin nói, các ngươi mang theo giang giật từ dưới đất đào tẩu, dưới mặt đất có hoàng cát trùng, các ngươi có thể mượn hoàng cát trùng ngăn cản truy binh. Giống như đào tẩu về sau, lập tức trở về hoàng cát thành bên trong, nhiệm vụ lần này không làm. Vừa tiến vào dãy núi tự Tao Mộ Thần phỉ tập kích, nhiệm vụ khẳng định là không làm tiếp được, mọi người có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Đối phương có hai cái chiến thần cấp bậc cường giả, dựa vào bốn cái đại thống lĩnh là không ngăn được tiêu lãnh chỉ có thể chính mình tự mình đoạn hậu, kéo cường giả cho giang giật cơ hội sống sót. Thành chủ đi, một tên đại thống lĩnh mang theo giang giật hướng phía dưới phía dưới phóng đi, giang giật nhìn thấy tiêu lãnh hướng thần phỉ đầu lĩnh nghĩa vô phản cố phóng đi, gào lên đau xót, lão tiêu, người nhất định muốn sống sót, quay đầu ta giúp người gọi 100 cái mỹ nhân. Suy suy, đại thống lĩnh trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm xoắn nát cát vàng, xông vào dưới sa mạc, đằng sau ba tên đại thống lĩnh thì hướng bốn phương tám hướng lung tung chút xuống công kích một phen, thả ra một vòng công kích về sau, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa đi theo hướng dưới mặt đất phóng đi. Ta nhãn, các người đuổi theo giết bọn hắn, nhớ kỹ không phải thả đi một người, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một tên thần trùm thổ phỉ lính quát khẽ, tiêu lãnh trên người có hai kiện thượng phẩm thần khí, hai người bọn họ tên thủ lĩnh không dám khinh thường, chuẩn bị liên thủ xử lý tiêu lãnh, đem hắn trên người thượng phẩm thần khí chiến đao cùng chiến giáp cướp đoạt. Ha ha, muốn giết ta tiêu lãnh, các ngươi liền chuẩn bị trả giá giá cao thảm trọng đi. Tiêu lãnh chiến ý cao long, không chỉ có không chạy trốn, còn không hướng hai tên chiến thần cấp cường giả công kích, ngược lại như cuồng long xông vào cấp thấp sơn phỉ bên trong. Tốc độ của hắn quá nhanh, công kích quá mạnh, mỗi lần trường đao quang mang lóe lên, tự có mấy người thân thể bạo liệt, biêu hãn đến không tưởng nổi. Tản ra, chúng ta tới. Hai tên thần phỉ thống lĩnh giận dữ không thôi, lập tức hướng tiêu lãnh truy sát mà đi, còn lại thần phỉ lập tức tản ra. Một bên khác có hơn 30 thần vương lại xông vào dưới mặt đất, truy sát giang giật bọn người mà đi. Trương Mai, ba người các người phân biệt hướng ba phương hướng đào tẩu, dẫn ra địch nhân, giống như có thể đào tẩu, lập tức trở về Hoàng Cát Thành. Mang theo giang giật đào tẩu đại thống lĩnh uy tín cùng thực lực cao nhất, thực lực đạt đến thần vương đỉnh phong. Hắn mang theo giang giật một đường hướng phía dưới phóng đi, cảm nhận được đuổi theo phía sau không ít người, lập tức quát khẽ. Tách ra đi, tất cả mọi người có đường sống, cùng đi đoán chừng muốn toàn quân bị diệt, đằng sau thế nhưng là đuổi theo mười mấy cái thần vương. Đám này thần phỉ đã động thủ, liền sẽ không buông tha bất luận kẻ nào, bằng không bọn hắn chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tốt, tấm hải ca, người cũng cẩn thận chút. Đằng sau một người cắn răng quát khẽ, Trương Hải mang theo giang giật hắn hội nguy hiểm hơn, ba người binh khí trong tay lắc một cái, phân biệt hướng ba cái phương diện vào tới. Trương Hải mang theo giang giật cấp tốc lao nhanh, rất nhanh xông vào dưới mặt đất phản trường, Tiêu lãnh nói qua, đến dưới mặt đất phản trược, sẽ có hoàng cát trùng, cũng sẽ nguy hiểm hơn. Bất quá Trương Hải cũng là không có biện pháp, giống như hoàng cát trùng không thể kéo truy binh, Trương Hải cũng không biết làm sao bây giờ. Xa xa xa, quả nhiên, lần nữa đi dưới mặt đất vọt lên ngàn trược, phía dưới chuyển đến một đạo dị động, mấy nơi cát vàng sóng gió nổi lên, giang dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn trong nháy mắt cảm nhận được phụ cận bốn phương tám hướng mặt đất đang chấn động hắn cũng rất nhanh phát hiện một chút ngón tay cái màu vàng côn trùng chính hướng bọn họ nhanh chóng lao tới đám côn trùng này đầu như xuyên sơn giáp là kim sắc trên người có nhỏ bé vải màu vàng trong miệng lộ ra bốn cái lanh lảnh răng nhọn tốc độ nhanh như phong trên mặt đất hành tẩu như như độc xà ít nhất có mấy chục con hoàng cát trùng hướng bọn họ vào tới trương hải hoàng cát trùng đến rồi giang giật nuốt một miếng nước bò thấp giọng nhắc nhở trương hải đã sớm dò xét đến trường kiếm trong tay uốn éo bốn phía cát vàng toàn bộ bị xoắn thành mảnh vỡ mấy chục đạo kiếm phong hướng phía trước dùng hình quạt bắn ra, đem dưới mặt đất bắn ra mười mấy cái lỗ nhỏ, cũng đem rất nhiều đến gần hoàng cát trùng đánh bay ra ngoài. Hưu, phát ra một vòng công kích về sau, Trương Hải cũng không dám lại dừng lại, cải biến phương hướng hướng phải phía trên nghiêng nghiêng bay đi. Hắn đào tàu lộ tuyến rất anh minh, bởi vì truy binh ngay tại đằng sau, phía dưới cũng có rất nhiều hoàng cát trùng bị kinh động hướng bên này vào tới. Truy binh toàn bộ khí thế hùng hổ, hoàng cát trùng là cấp thấp nhất hỗn độn thú, gần như không có linh trí, dạng này rất dễ dàng đem đại bộ phận hoàng cát trùng hấp dẫn đuổi theo binh bên kia. quả nhiên, đằng sau truy binh vừa mới đến trương hải vừa rồi vị trí phụ cận, lập tức hấp dẫn gần trăm hoàng cát trùng. mặc dù truy binh nhân số đông đảo, không sợ những này hoàng cát trùng, nhưng trận đánh lui hoặc là đánh giết, kia ít nhất phải một chút thời gian a à dạng này liền có thể cho trương hải đào tẩu thời gian. a, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa lòng đất truyền đến, ngay tại lao nhanh tấm hải hòa giang giật biến sắc trương hải càng là mắt hổ bên trong có nhiệt lệ trượt xuống bởi vì tiếng kêu thảm thiết là trương mai là hắn đường đệ mã lạc qua bích giang giật thầm mắng một tiếng sắc mặt âm trầm tới cực điểm cái này bốn cái địa sát quân đại thống lĩnh theo hắn không lâu thậm chí đều chưa thấy qua mấy lần vẫn luôn là lưu thống lĩnh đang quản nhưng đây là thủ hạ của hắn là bởi vì hắn mới chết đi nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ xa 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 không ngừng có hoàng cát trùng lặn bắn mà đến Tấm hải hòa giang giật không có thời gian bi thống, nếu không hai người liền sẽ lập tức chết đi. Trương Hải liên tục không ngừng bắn ra kiếm phong, bất quá mỗi lần chỉ có thể kích thương đánh lui hoàng cát trùng. Hỗn độn thú phòng ngự đều phi thường khủng bố, như Trương Hải phóng thích công kích mạnh nhất, vẫn có thể nhẹ nhõm đánh giết hoàng cát trùng, vấn đề nhiều như vậy hoàng cát trùng, hắn làm sao có thể nhiều lần phóng thích công kích mạnh nhất. Một nén nhan về sau, Trương Hải dò xét đến ít nhất có 500 hoàng cát trùng đuổi theo bọn hắn lúc, hắn đôi mắt tối sầm lại, cắn răng nói ra, thành chủ đại nhân, ta đến bọc hậu, người trước trốn đi. Nếu không hai người chúng ta đều đi không được, người vào tới phía trên đi, vận khí tốt có thể né qua thần phỉ. Không, Giang giật trong mắt nổi lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt, hắn cắn răng nói, Trương Hải, người tiến vào hỗn nguyên châu đi, chờ ta đem những này hoàng cát trùng đánh giết, người lại mang ta trốn. Cắt cắt trương 1400, yêu nghiệt, giống như Trương Hải chết rồi, Giang giật tuyệt đối trốn không thoát, hắn phi thường tin tưởng điểm này có lẽ hắn vận dụng lực thần quyết có thể thời gian ngắn đem tốc độ tăng lên tới thần vương cảnh nhưng tốc độ này còn xa xa không đáng chú ý nhẹ nhõm sẽ bị truy binh phía sau đuổi kịp tiếp theo chém giết chỉ có để trương hải mang theo mới có thể có cơ hội đào tẩu sở dĩ hắn quyết định vận dụng đoàn kia dung hợp hỏa diễm đem những cái kia hoàng cát trùng thiêu chết cái này dung hợp hỏa diễm rất bá đạo thần vương đều có thể thiêu chết thiêu chết những này cấp thấp nhất hỗn độn thú nên vấn đề không lớn lần trước tại ma hỏa sơn mạch thế nhưng là đem một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú đều tươi sống cho thiêu chết. Ngươi, Trương Hải lại mơ hồ, coi là Giang Giật đang nói đùa, cái này hắn xem ra Giang Giật liền là một cái bằng vào quan hệ thượng vị phế vật thôi. Vừa mới thượng vị thời điểm vẫn là thiên thần cảnh, trong khoảng thời gian này tăng lên tới thần tướng cảnh, hắn nói trận đánh giết hoàng cát trùng vẫn là toàn bộ. Khác đừng chống cự, tin tưởng ta, thời gian cấp bách, Giang Giật không có cùng Trương Hải dài dòng, lấy ra hỗn nguyên châu một đạo quang mang lấp lánh, một cỗ hấp lực tác dụng tại Trương Hải trên thân. Trương Hải trần trừ một lúc cuối cùng lựa chọn giang giật. Chủ yếu là, hắn cũng không có biện pháp, hắn lưu lại đoàn hậu cũng là một chữ chết, tha rằng như vậy, không nếu như để cho giang giật thử một chút. Tới đi, tới đi, giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm nhận được đằng sau từng cái hoàng cát trùng điên cuồng phóng tới, hắn một cái tay cầm hỏa linh châu, một cái tay quang mang lấp lánh liền phải đem cuối cùng một đoàn dung hợp hỏa diễm phóng xuất ra. Ba ngàn trượng, hai ngàn trượng, ngàn trường, Giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, một đoàn ba màu hỏa diễm theo tay trái phóng thích mà ra, hỏa linh châu kịp thời phát sáng lên, một đạo năng lượng tràn vào bên trong thân thể của hắn, tự động hộ chủ, tránh cho giang giật bị hỏa diễm nốt bị thương. Xuy suy mặt đất không ngừng ba động, từng đầu hoàng cát trùng cấp tốc phóng tới, cấp thấp nhất hỗn độn thú căn bản không sợ tử vong, giang giật đưa tay liền muốn đột nhiên đem dung hợp hỏa diễm hướng về sau mặt vỗ tới. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Hỏa linh châu quang mang lần nữa lóe lên, một đạo ám kim sắc quang ảnh bay ra, đột nhiên hướng Giang giật trong tay dung hợp hỏa diễm vào tới. Sau đó tại Giang giật trợn mắt hốc mồm phía dưới, kim quang đem dung hợp hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ. Hóa, Giang giật muốn tự tử đều có, tại như thế thời khắc mấu chốt, hỏa linh châu bên trong cái kia tiểu thú thế mà tỉnh, còn tự động theo hỏa linh châu bên trong bay ra ngoài, thôn phệ hắn duy nhất một đoàn dung hợp hỏa diễm. Hoàng cát trùng tốc độ cỡ nào nhanh, dung hợp hỏa diễm không còn. Giang Giật coi như trước tiên đem Giang Hải đem thả ra, Giang Hải cũng không kịp công kích, hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu hiu hiu, phía trước vang lên từng đạo tiếng xé gió lên, Giang Giật đã ngửi thấy khí tức tử vong. Hắn khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Không có dung hợp hỏa diếm, hắn coi như vùng vẫy giấy chết một phen, cũng khó khăn đạo ách vận. À, để Giang Giật có chút mơ hồ chính là, hắn đã chờ hai hơi thời gian, thế mà phát hiện những cái kia hoàng cát trùng không có bay tới hắn mờ mịt mở to mắt, nhưng không có nhìn thấy nửa cái hoàng cát trùng, ngược lại nhìn thấy cái kia tiểu thú đứng tại trên bả vai hắn, lãnh màu bốn phía liếc nhìn, túm không kéo mấy dáng vẻ. Ây, Giang giật vội vàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng, lại dò xét đến một màn để hắn chấn kinh đến không có gì sánh kịp hình tượng đằng sau mấy trăm trượng địa phương, mấy trăm con hoàng cát trùng lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, không nhúc nhích, thân thể còn hơi có chút run rẩy trong mắt thế mà lộ ra một tia sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, giang giật suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra hoàng cát trùng là cấp thấp nhất hỗn độn thú gần như không có linh trí cho dù chết phong uy hiếp đều không thể dọa lùi bọn chúng vừa rồi hắn thả ra hỏa diễm những cái kia hoàng cát trùng cũng không gặp lui lại a à giờ phút này vì sao bị hù dọa còn tại nguyên địa không nhúc nhích hiu một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên giang giật trên bờ vai cái kia tiểu thú thế mà hướng hoàng cát trùng bay đi tốc độ rất nhanh một cái nháy mắt đã đến hoàng cát trùng phía trước sau đó để Giang giật càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Tiểu thú trên đầu độc giác sáng lên kim sắc quang mang vây quanh hoàng cát trùng bay một vòng, lại mang theo một đám hoàng cát trùng nhanh chóng bay trở về, tại giang giật còn không có phản ứng trước đó, đã tới trước mặt hắn. Tiểu thú đứng tại phía trước nhất, nho nhỏ đầu lâu ngẩng lên thật cao, tựa như một cái đại tướng quân mang theo mấy trăm binh sĩ. Lộc cộc, lộc cộc, giang giật nuốt mấy cái nước bọt, phía sau lưng hơi có chút xét run, hắn tại mờ tối trong động đất, nhìn trước mắt đen nghịt một mảnh hoàng cát trùng, cảm giác là như vậy không chân thật, như vậy hoang đường. Tê tê, Giang giật thật sâu ít mấy hơi, lúc này mới dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi khống. Chế đám này hoàng cát trùng, Giang giật theo bản năng hỏi một câu lời nói, ai ngờ tiểu thú thế mà phi thường có tính người nhẹ gật đầu, có thể nghe hiểu Giang giật. Giang giật thân thể lần nữa run lên, khẩn trương nói ra, ngươi có thể khống chế những này hoàng cát trùng giúp ta sao? Không thể, tiểu thú trong mắt chợt lóe sáng, một đạo bạch quang bắn vào giang giật trong đầu, giang giật trong đầu vang lên một đạo rất non nớt lại như khí hống hống thanh âm, muốn ta giúp ngươi cũng được, bất quá ngươi nhất định phải cho ta hỏa diễm ăn, ta muốn tốt tốt bao nhiêu thêm cường đại hỏa diễm. Đúng rồi, ta còn muốn ăn rất nhiều rất nhiều kim lô thạch, hắc phố thạch, thiên kỳ tốn, ngươi cho ta đồ ăn, ta liền giúp ngươi. Đây con mẹ nó không phải nguyên thủy linh bảo A, đơn giản liền là yêu nghiệt A. Giang giật hổ khu chấn động, cái này tiểu thú thế mà hiểu được truyền âm, linh trí còn cao như thế, lại để cho Giang giật giúp hắn tìm đồ ăn. Bất quá Giang giật lập tức phản ứng lại, linh trí càng cao, chẳng phải đại biểu cái này tiểu thú càng nghiêu xoa sao tiểu thú có thể khống chế hoàng cát trùng, liền đã chứng minh hắn chỗ biến thái. Mặc kệ đây là yêu nghiệt, vẫn là yêu quái, ít nhất nó sẽ không tổn thương chính mình, ngược lại khả năng giúp đỡ chính mình không phải. Tốt, hỏa diễm không là vấn đề, những cái kia cái gì kim lô thạch, hắc phố thạch, thiên kỳ tốn ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm. Giang giật vội vàng nghiêm mặt nói ra, ta bị người đuổi giết, người trước giúp ta lần này, ta chết đi tựu không ai cho ngươi tìm đồ ăn. Hưu, tiểu thú bay trở về, đứng tại giang giật trên bờ vai, lần nữa truyền âm vào đây nói, ngươi như gà ta, ta liền đem đầu ngươi ăn, nói đi. Muốn ta thế nào giúp ngươi, đầu ăn hết, giang giật không rét mà run, nội tâm lại là càng không hiểu, nguyên thủy linh bảo không phải chủ động nhận chủ sao cái này tiểu thú không chỉ có không có nhận chủ, còn uy hiếp hắn muốn ăn hắn đầu nó liền dung hợp hỏa diễm đều có thể ăn muốn ăn đi đầu của mình quá đơn giản đi mặc kệ giang giật lắc đầu không suy nghĩ nhiều trước vượt qua nguy cơ lần này lại nói hắn đôi mắt nhất chuyển hưng phấn lên hướng tiểu thú quát khẽ nói để đám này hoàng cát trùng đi theo chúng ta chúng ta đi khống chế càng nhiều hoàng cát trùng một cái hoàng cát trùng chiến lực không tính quá mạnh nhưng nếu có thể khống chế mấy ngàn mấy vạn hoàng cát trùng cái kia uy lực lớn bao nhiêu sợ là diệt ma chiến thần đều muốn đảo mệnh a à huyền hoàng chi lực, tiêu lãnh cùng hai cái diệt ma chiến thần tại khai chiến, trương mai đã chết, còn lại hai cái đại thống lĩnh sinh tử chưa biết. Thời gian cấp bách giang giật cũng không dám tại chậm rãi. Hắn vận chuyển huyền hoàng chi lực tốc độ lập tức tiêu thăng, hỏa long kiếm xuất hiện, xoắn nát phía dưới cát vàng cùng bùn đất thẳng tắp hướng phía dưới phóng đi. Hiu hiu hiu, một đường ghé qua, không ngừng kinh động hoàng cát trùng, tiểu thú đều đều không nhúc nhích, chỉ là nho nhỏ độc giác bên trên sáng lên một đạo kim sắc quang mang, những cái kia bay tới hoàng cát trùng trong nháy mắt bị khống chế, tụ hợp vào giang giật sau lưng hoàng cát trùng trong đại quân. Một ngàn, ba ngàn, năm ngàn, giang giật đợi sau lưng hoàng cát trùng đại quân đạt tới năm ngàn tả hữu, lập tức hướng lên trên mặt bắn tới, trong mắt của hắn đều là sát khí, trong miệng cấp bách không ngừng gào thét, lão tiêu, chịu đựng, người nhất định muốn chịu đựng A. chương 1401, không có một ngọn cỏ. Tham lam quả nhiên là độc dược, tiêu lãnh sắp không chịu đựng nổi nữa, nếu không phải trên người hắn thượng phẩm thần khí chiến giáp, giờ phút này hắn đều đã chết rồi. Nội tâm của hắn đều là hối hận, như lần này không phải ham muốn độc linh thân bên trên nguyên thủy linh bảo, hắn cuối cùng khẳng định hội không đến, hắn không hé miệng giang giật cũng sẽ có lo lắng, không dám làm loạn. Tiêu lãnh thân thể rất nhiều xương cốt đều bị chấn đoạn, hai cái này thần phỉ lực công kích rất hung tàn, còn tốt có thượng phẩm thần khí chiến giáp chặn đại bộ phận lực công kích, không phải giờ phút này cũng không phải là xương cốt đoạn, mà là thân thể bị xé nứt. Chết, chết, hắn giống giận, không quan tâm hai tên sơn phỉ thủ lĩnh công kích, liều mạng hướng từng cái thần vương phóng đi, cho dù chết hắn cũng muốn kéo một đám người chôn cùng, người của tiêu gia nhưng không có thứ hèn nhát. Hắn trường đao cực lực vung vẩy, từng đạo đao mang xé rách trường không mà ra, mỗi lần đều có thể chém giết một hai tên thần vương thần tướng. Không bằng hắn cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, hai tên thần trùng thổ phỉ lĩnh đuổi theo hắn đánh, hắn lần lượt bị đập bay ra ngoài, cả người xương cốt có hơn phân nửa đều đoạn mất nội tạng xuất huyết nhiều, tinh mạch đều bị chấn đoạn một nửa, tốc độ càng ngày càng chậm, tiếp tục như vậy đoán chừng không muốn nửa nén hương thời gian, hắn liền rốt cuộc không động được, chỉ có thể chờ đợi chết. Ầm, uhm, hắn lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài, thân thể bị đập ầm ầm nhập cát vàng bên trong. Hắn vốn định lập tức nổ bắn ra mà lên, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được phía dưới mặt đất có rất nhỏ ba động, hắn nhướng mày cho là có người từ phía dưới đánh lén, trường đao vung vẩy muốn phóng thích công kích, chém giết phía dưới kẻ đánh lén ừ hắn trường đao rất nhanh dừng lại thần trí của hắn hướng phía dưới tùy ý quét qua lại phát hiện người đến là giang giật hắn nhìn thấy giang giật điên cuồng hướng lên trên mặt vào tới nội tâm thở dài giang giật bên người chỉ có một người xem tình huống còn lại bốn người đều chết trận a giang giật không đường có thể trốn muốn tìm chính mình dẫn hắn đào tẩu thật tình không biết tiêu lãnh chính mình cũng giàu hết đèn tắt a à, hắn rất nhanh lại phát hiện giang giật đi theo phía sau lít nha lít nhít vô số hoàng cát trùng khóe miệng của hắn cười khổ càng đậm lần này thần cũng cứu không được bọn hắn, nhiều như vậy hoàng cát trùng, không chỉ là bọn hắn, phía trên thần phỉ ngoại trừ hai người thủ lĩnh cùng bộ phận thần vương đỉnh phong bên ngoài, đều trốn không thoát đi. Ha ha ha, tiêu lãnh nở nụ cười, trước khi chết có thể làm cho còn lại hai ba trăm thần phỉ chôn cùng cũng không tệ, hắn cũng không muốn giải vò, liền đợi đến giang giật sông lên. Vù vù, trên không truyền đến hai đạo phá âm thanh, kia hai tên thần trùm thổ phỉ dẫn tới, chuẩn bị triệt để chém giết tiêu lãnh, trong tay hai người binh khí sáng lên hắc sắc quang mang uyển như tử thần minh khí, muốn câu tiêu lãnh hồn. A, à, hai người thần thức hướng phía dưới quét qua, khóa chặt tiêu lãnh liền muốn công kích, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện hạ mới bay bắn mà lên giang giật, lập tức sắc mặt đại biến, bảo hống toàn bộ mau trốn, tới rất nhiều hoàng cát trùng. Hiu 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 hiu, hai người lời mới vừa dứt, vô số cát vàng đầy trời bắn ra mà lên, tiếp lấy từng đầu kim hoàng sắc côn trùng bắn ra, liên tục không ngừng, phô thiên cái địa thoáng cái đem hai tên thần trùng thổ phỉ lính cùng bộ phận phụ cận thần phỉ vây quanh tiến vào, còn lại hoàng cát trùng hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, còn như tử thần tại kêu khóc. Trốn, toàn bộ thần phỉ bị sợ choáng váng, nhiều như vậy hoàng cát trùng ai có thể chống đỡ được, liền xem như diệt ma chiến thần cấp bậc thần trùng thổ phỉ lính cũng đỡ không nổi thời gian quá dài. Hoàng cát trùng cũng không có đặc biệt cường đại công kích thần thông, bọn chúng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ hàm răng của bọn nó, nghe nói coi như mặc thượng phẩm thần khí chiến giáp, chỉ cần cho chúng nó thời gian một nén nhang đồng dạng có thể từng điểm từng điểm gạm toái. Tất cả mọi người không trần chờ chút nào, tiêu lãnh đều không để ý tới giết, hai tên thần trùm thổ phỉ lĩnh hóa thành hai đạo hồng quang hướng nơi xa bắn tới, những người còn lại hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng này ta cấp thấp thần tướng vẻn vẹn chạy trốn mấy bước, tự phát ra từng đạo kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bạch cốt, chiến giáp toàn bộ bị gặm thành mảnh vỡ, huyết nhục bị từng bước xâm chiếm. Hoàng cát trùng giống như châu chấu, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Cái này, còn bị chôn ở cát vàng bên trong tiêu lãnh trợn mắt hốc mồm, phát ra một tiếng kinh nghệ, hắn còn vuốt vuốt mặt, lại phát hiện hạ mới bay bắn mà lên hoàng cát trùng vẫn như cũ coi thường hắn, theo bên cạnh hắn gào thét mà đi, đuổi theo giết thần phỉ, không có một cái hoàng cát trùng công kích hắn. Giang giật, hắn rất nhanh giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng phía dưới vọt tới giang giật quét tới. Bởi vì gian giật đồng dạng không có bị hoàng cát trùng công kích, giờ khắc này tựa hồ hai người ẩn thân, hoàng cát trùng không nhìn thấy hai người. Lão tiêu, ta liền biết ngươi không chết được, ha ha ha. Giang giật nổ bắn ra mà lên, ôm lấy tiêu lãnh phá đất mà lên, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ trước tiên lấy ra thuốc chữa thương, cho tiêu lãnh phục về sau, trầm giọng nói ra, lão tiêu, người tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong đi, yên tâm, có ta ở đây, người không chết được. Có ta ở đây, người không chết được nghe câu nói này tiêu lãnh làm sao cảm giác như vậy khó chịu a à, hắn đường đường thiên sát cấp bậc cường giả lại để cho giang giật một cái nho nhỏ thần tướng che chở câu nói này không phải hẳn là hắn đối giang giật nói sao ánh mắt hắn nhất chuyển giật mình tỉnh lại chấn kinh hỏi giang giật những này hoàng cát trùng là người khống chế hắc hắc giang giật cười cười không có giải thích lấy ra hỗn nguyên châu đem tiêu lãnh thu vào sau đó một đường hướng nơi xa chạy như điên hắn đi thu thập chiến lợi phẩm hoàng cát trùng bay qua cứ như vậy mấy hơi thời gian, ít nhất có hơn 100 thần phỉ bị tươi sống cắn chết, trên mặt đất đều là thần khí, không chung lơ lửng rất nhiều không gian giới chỉ, giang giật làm sao có thể lãng phí. Tốt, để hoàng cát trùng đều trở về, đừng đuổi theo. Dạo qua một vòng, giang giật góp nhặt rất nhiều không gian giới chỉ cùng thần khí, lập tức hướng giấu ở trong tay áo tiểu thú ra lệnh. Hai tên thần trùng thổ phỉ lĩnh trốn, còn trốn hơn 10 người thần vương, còn lại. Toàn bộ bị tươi sống cắn chết kít, tiểu thú phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, nơi xa đều thấy không rõ hoàng cát trùng bay trở về, giang giật lập tức hướng phía dưới phóng đi, còn có hai cái đại thống lĩnh sinh tử chưa biết, mà lại phía dưới cũng còn có mấy chục tên thần vương A. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới phóng đi, tại nửa nén hương sau tao ngộ 10 cái thần vương. Trong lòng đất càng đơn giản hơn, một đám hoàng cát trùng gào thét mà đi, những cái kia thần vương vẻn vẹn, vẹn vùng vẫy dẫy chết một phen, đánh giết đả thương mấy trăm con hoàng cát trùng sau toàn bộ bỏ mình hoàng cát trùng chết đi đối với giang giật tới nói nửa điểm không đau lòng loa vân sơn mạch hạ hoàng cát trùng vô số kể tùy ý có thể để tiểu thú khống chế mấy ngàn mấy vạn giang ly vân tuyết để trong lòng hắn đi thống vô cùng chính là hắn dưới đất chuyển mấy nén nhang thời gian rốt cuộc tìm được hai gã khác đại thống lĩnh bất quá hai người này đều thi cốt không được đầy đủ toàn bộ bị tàn nhẫn giết chết hắn còn tìm đến trương mai thi thể đồng dạng thi thể đều không được đầy đủ hai cái đùi tươi sống bị chặt đứt Giết, lòng đất còn có 10 cái thần vương, Giang giật đem ba bộ thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ về sau, điên cuồng vận chuyển huyền hoàng chi lực, tốc độ đạt tới cực hạn khắp nơi tìm kiếm những cái kia thần vương. Nhưng ở hắn đem phương viên vạn lý lòng đất đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm tới còn lại 10 cái thần vương. Rất có thể những người kia về tới mặt đất, thấy được đầy đất hài cốt dọa đến chạy trốn. Hô hô, Giang giật bước chân ngừng lại, thật dài phun ra mấy hơi thở, cuối cùng đôi mắt chuyển động hướng dưới mặt đất phóng đi, hắn đối tiểu thú trầm hống, giúp ta khống chế mấy chục vạn hoàng cát trùng, coi như lật khắp toàn bộ loa vân sơn mạch, ta cũng phải tìm đến tất cả thần phỉ, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, thay trương mai bọn hắn báo thù. chương 1402, Thôn Thiên Thú, tiểu thú cuối cùng không có cho giang giật khống chế mấy ngàn vạn hoàng cát trùng, không phải nó không nghe lời, là nó không có năng lực này. Nó có thể quá nhỏ, thân thể còn rất yếu ớt. Sở dĩ vẻn vẹn giúp Giang giật khống chế 5 vạn hoàng cát trùng sau tự từ chối không tiếp lại khống chế, còn đem giang giật hỏa linh châu bên trong còn lại hỏa diễm toàn bộ thôn vệ xong năm vạn hoàng cát trùng cũng không xê xích gì nhiều giang giật để tiểu thú khống chế hoàng cát trùng tại bốn phương tám hướng đem hắn bao bọc vây quanh về sau nghỉ ngơi mấy canh giờ lực thần quyết di chứng tới các loại trợ tinh thần khôi phục về sau hắn lấy ra hai cái hỗn độn châu nhanh chóng thôi động toát ra hỏa diễm sau đó đem những này hỏa diễm hấp thu vào thứ chín khỏa tinh thần bên trong dung hợp được tiểu thú quá hư nhược giang giật sợ đằng sau khai chiến lúc nó đột nhiên chìm vào giấc ngủ, đến lúc đó không cách nào khống chế hoàng cát trùng, vậy liền xong đời. Dù sao hắn dung hợp hỏa diễm tốc độ thật nhanh, cũng không kém mấy cái này canh giờ. Đúng rồi, Giang giật luyện hỏa một nén nhang sau đột nhiên mở to mắt, hắn nhớ tới một sự kiện, giống như. Trên người hắn còn có một viên cường đại hỗn độn châu hắn tại ma hỏa sơn mạch dưới hỏa trong hồ giết chết một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú, giờ phút này cái kia hỗn độn thú thi thể còn tại trong không gian giới chỉ. Ông! hắn thân thể bay vụt mà lên toát ra mặt đất, đem cái kia to lớn hỗn độn thú thi thể lấy ra. Cái này hỗn độn thú thi thể chỉ thừa nửa đoạn dưới, một nửa thân thể bị thiêu hủy, sở dĩ giang giật một mực tụ không để ý, cũng không có bán ra. Hỗn độn châu, hắn lấy ra hỏa long kiếm ở bên trong đào một lát, nhẹ nhõm tìm được một viên huyết hồng sắc hỗn độn châu. Hắn nguyên lực bao phủ hỗn độn châu luyện hóa một phen, rất nhanh liền thôi động hỗn độn châu toát ra một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm dung hợp, Giang Giật đem hỏa diễm hấp thu đi vào, cùng ban đầu hai loại hỏa diễm dung hợp. Các loại chờ dung hợp sau lập tức hút vào hỏa linh châu bên trong, tiểu thú xem xét không cách nào hưng phấn, vọt vào trong ngọn lửa, miệng nhỏ mở cái miệng rộng miệng lớn thôn vệ hỏa diễm, vẻn vẹn hai lần trong chớp mắt đoàn kia dung hợp hỏa diễm tự bị thôn vệ. Ông, thôn vệ xong, tiểu thú còn cảm thấy chưa đủ nghiền chủ động theo hỏa linh châu bên trong bay ra ngoài, truyền âm cho Giang Giật nói, cái này hỏa diễm ăn ngon, Mặc dù không có trước kia những cái kia cường đại, nhưng cũng coi như không tệ, nhanh kiếm một ít. Yên tâm, đi theo ta cam đoàn người có liên tục không ngừng hỏa diễm ăn. Giang giật nhẹ gật đầu, cái này tiểu thú đối với Giang giật tới nói thế nhưng là chỉ bảo, sợ trêu đến nó không cao hứng, càng sợ nó hơn rời đi. Vị này ta đừng nói ăn hỏa diễm, coi như đem mấy cái hỗn độn châu ăn, Giang giật cũng không đau lòng, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Giang giật nhanh chóng luyện hỏa, ba cái hỗn độn châu thay phiên thôi động dung hợp ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, để tiểu thú thỏa thích thôn phệ. Cái này tiểu thú trước kia mặt ủ mày trao, thôn phệ mười mấy đoàn dung hợp hỏa diễm sau rõ ràng có tinh thần nhiều, hình thể cũng đang chậm rãi biến lớn, hẳn là đang trưởng thành. Hao tốn hạ giới một ngày thời gian, Giang giật luyện ra mấy trăm đoàn dung hợp hỏa diễm cho tiểu thú thôn phệ, kia tiểu thú rốt cục truyền âm nói tốt, đã no đầy đủ, không ăn, lần sau lại ăn đi, ta trước luyện hóa một chút. Kia đi thôi, Giang giật lần nữa dung hợp một đoàn hỏa diễm về sau, thân thể hướng lên trên mặt bay đi, tiểu thú đứng tại giang giật trên bờ vai nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Những cái kia hoàng cát trùng thì tại lòng đất ghé qua, một mực đi theo giang giật, hoặc là nói đi theo tiểu thú. Mang theo 5 vạn con hoàng cát trùng, giang giật lực lượng tăng nhiều, coi như tao ngộ diệt ma chiến thần, chỉ cần không phải thực lực đặc biệt kinh khủng, hắn đều không sợ. Hắn để tiểu thú khống chế một chút hoàng cát trùng tại phạm vi ngàn dặm dưới mặt đất đề phòng, dạng này một khi có người tới gần, tiểu thú có thể lập tức biết, cũng sẽ truyền âm cho hắn. Một bên bôn tẩu, Giang giật vừa cùng tiểu thú nói chuyện phiếm, muốn cùng tiểu thú rút ngắn quan hệ, bồi dưỡng tình cảm. Kia tiểu thú ăn no rồi, tâm tình rất không tệ, thỉnh thoảng truyền âm cùng Giang giật giao lưu, cũng làm cho Giang giật đạt được một chút tư liệu. Theo tiểu thú nói, nó trùng tộc tên là thôn thiên thú, là thiên địa dựng dục mà ra, nó tại nguyên thủy bí cảnh lúc vừa mới xuất sinh, bởi vì cảm thụ Giang giật hỏa linh châu bên trong có hỏa diễm, mới lựa chọn hắn. Còn như thôn thiên thú có cái gì năng lực đặc thù, tại sao lại ăn hỏa diễm, còn muốn ăn những cái kia kỳ quái thạch đầu, cùng vì sao không nhận chủ, những này tựu không được biết rồi. Tiểu thú trong đầu truyền thừa ký ức, liền là để nó không ngừng thôn phệ cường đại hỏa diễm, kim lô thạch, hắc phố thạch, thiên kỳ tốn cái này bốn loại đồ vật. Năng lực đặc thù giang giật ngược lại là kiến thức, giống như cái này tiểu thú có thể khống chế cấp thấp hỗn độn thú. Thôn thiên thú, giang giật liếc nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu thú, ám đạo danh tự này cũng quá khoa trương a nhỏ như vậy cái đầu còn muốn thôn thiên. Bất quá ngẫm lại thiên tinh giới những cái kia nghiêu khí hống hống danh tự, Giang giật cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tỷ như cửu long chu thần đại trận, tỷ như luyện thần chung, cái này thượng giới tùy ý đi một cái thiên thần, đều có thể đem thiên tinh giới tiêu diệt A à, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, cũng không thể nói rõ cái gì. Ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào? Nghĩ đến danh tự, Giang giật thuận miệng hướng tiểu thú vấn đạo, tiểu thú đôi mắt nhỏ sáng lên truyền âm nói, tốt muốn lấy cái uy mãnh bá khí. Tiểu kim như thế nào? Không được, tiểu cường làm sao rất cường đại ý tứ không muốn ngươi là thôn thiên thú vậy liền tiểu thiên a à. không dễ nghe muốn uy mãnh bá khí vậy liền tiểu uy hoặc là tiểu mãnh liệt hay là tiểu bá tiểu mãnh liệt cái này tốt về sau ta gọi tiểu mãnh liệt giang giật trợn trắng mắt cái này thôn thiên thú cảm giác phi thường ngây thơ thế mà thích quái dị như vậy danh tự bất quá ngẫm lại thôn thiên thú mới xuất sinh giang giật cũng liền bình thường trở lại tốt a à, về sau ngươi tự gọi tiểu mãnh liệt người có thể gọi ta chủ nhân, thiếu gia, hoặc là lão đại đều đi. Giang giật tiếp tục cùng tiểu thú giao lưu, thành lập quan hệ tốt đẹp, tiểu thú lại lắc đầu truyền âm nói, ta gọi tiểu mãnh liệt, người tự gọi đại mãnh liệt đi, về sau ta gọi người đại mãnh liệt. Ta, Giang giật có loại truyền thạch đầu thẻ chân mình cảm giác, tiểu thú cũng rất hưng phấn tại trên bả vai hắn nhảy tới nhảy lui. Giang giật đang muốn thuyết phục thoáng cái để nó thay cái danh tự, phía trước mặt đất một cái hoàng cát trùng lại bắn ra, tiểu thú ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới, truyền âm nói, đại mãnh liệt, phía trước tới 5 người. 5 cái, giang giật lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, tiểu mãnh liệt, để hoàng cát trùng ẩn nấp. Được rồi, đại mãnh liệt, chi chi, tiểu thú phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng kêu, tiềm phục tại giang giật dưới thân mặt đất hoàng cát trùng lập tức hướng phía dưới tiềm hành mà đi, rất nhanh xông vào dưới mặt đất vạn trường. Giang giật không muốn để cho ngoại nhân biết được hắn có thể khống chế hoàng cát trùng, người tới chỉ có 5 cái, hẳn không phải là thần phỉ. Hưu không có qua quá lâu năm đạo nhân ảnh lúc trước mới bay bắn mà đến tốc độ rất nhanh năm đạo thần thức thật xa tự khóa chặt giang giật trong đó bốn đạo lại là diệt ma chiến thần cấp bậc mặt khác một đạo cũng đạt tới diệt ma chiến vương tình trạng diệt ma chiến tướng ở giữa bị người mang theo phi hành chính là một tên tóc lam công tử trẻ tuổi mặc diệt ma các chiến giáp hắn chỉ có thân là chiến vương cấp bậc địa vị tựa hồ là cao nhất hắn quét giang giật một chút đột nhiên khoát tay chặn lại mọi người ngừng lại nhìn qua giang giật trầm giọng nói cái này loa vân sơn mạch rất nguy hiểm thực lực ngươi quá thấp rất dễ dàng vẫn lạc mau mau rời đi đi cái này trẻ tuổi công tử ngữ khí coi như không tệ cố ý dừng lại cũng vì cảnh cáo giang giật đối với hắn lập tức có chút một tia hảo cảm gật đầu khách khí nói đa tả đại nhân nhắc nhở ta cái này rời đi công tử đi nhanh đi cũng đừng làm cho mục tiêu chạy trốn lão tam bọn hắn hẳn là bắt không được mục tiêu bên cạnh một tên diệt ma chiến thần thúc giục tóc làm công tử trẻ tuổi hướng giang giật nhẹ gật đầu, vung tay lên bốn tên diệt ma chiến thần nhanh chóng mang theo hắn hướng bên cạnh lao đi, giang giật các loại chờ, năm người rời đi về sau, đôi mắt lập tức sáng lên. Mục tiêu, diệt ma các lần này tới nhiều cường giả như vậy, cũng là vì đánh giết độc linh, bọn hắn nói mục tiêu chẳng lẽ liền là độc linh. Truy, giang giật nghĩ nghĩ, lập tức theo năm người bay đi phương hướng chạy như điên, hắn dù sao cũng là đi loạn, chỉ vì truy sát thần phỉ, đã như vậy không bằng đi theo nhìn xem có phải là hay không độc linh. chương 1403, tiểu mãnh liệt ngươi quá mạnh. năm người này tốc độ rất nhanh, giang giật theo một đoạn thời gian tự mất dấu. Hắn cũng không dám tùy ý vận dụng huyền hoàng chi lực, lần trước vận dụng dòng giã suy yếu mấy canh giờ. Nếu không phải có hoàng sát trùng tại bốn phía thủ hộ, hắn sợ là đã sớm treo. Hắn cũng không dám đem tiêu lãnh phóng xuất dẫn hắn đi, cũng không phải là không tín nhiệm tiêu lãnh, là hắn không muốn để cho quá nhiều người biết hắn có thể khống chế hoàng cát trùng, nếu không khẳng định sẽ khiến rất nhiều cường giả ngấp nghé. Tiêu lãnh thụ thương thật nghiêm trọng, để hắn tại hỗn Nguyên Châu bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hắn cũng biết đi đâu, chỉ có thể một đường mê đầu hướng phía trước phóng đi. Bôn tẩu hơn một canh giờ về sau, tiểu thú trên đầu độc giác phát sáng lên, chi chi kêu một tiếng truyền âm vào đây, đại mãnh liệt, tới rất nhiều người người, ít nhất có hai ba trăm. Thần phỉ Diệt ma chiến thần đều là đơn độc hành động, tối đa cũng tự mấy người, có thể tụ tập nhiều người như vậy người, rất có thể là thần phỉ. Giang giật đôi mắt lạnh xuống, lập tức quát khẽ tiểu mãnh liệt, để hoàng cát trùng chuẩn bị công kích. Được rồi, giết người ta thích nhất, tiểu thú ám kim sắc trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn, thấy Giang giật phía sau lưng mắt lạnh, cái này tiểu thú trời sinh tựa hồ có chút thị huyết a. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió lên, rất nhiều thần thức khóa chặt Giang giật, tại hơn 10 đạo thần thức đảo qua về sau, Giang giật trong nháy mắt kết luận đây là thần phỉ không lầm, bởi vì đào qua thần trí của hắn, mỗi lần một đạo đều sát khí nghiêm nghị. Vù vù, từng đạo bóng đen xuyên thấu qua đầy trời cát vàng nhanh chóng bay tới, Giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới có thể cảm ứng phương viên vạn trược, nhẹ nhõm dò xét đến phía trước nhất hơn 10 người, hắn cũng không có nửa điểm trần chờ bảo hống, giết. Chi chi, tiểu thú phát ra một đạo tiếng giết chói tai âm thanh, thanh âm kia mặc kim liệt thạch, đâm vào Giang giật màng nhĩ đều đau nhức. Tại thanh âm vang lên sau phía trước cát vàng mặt đất từng mảnh từng mảnh nổ tung mà ra, từng đạo hào quang màu vàng óng bắn ra, liên tục không ngừng hướng phía trước vò tới thần phỉ bay đi. Giang giật sở dĩ như thế quả quyết hạ đạt công kích mệnh lệnh, là bởi vì đám này thần phỉ phía trước nhất mười mấy người đều lấy ra binh khí, một lời không hợp liền muốn giết người. Những này là thần phỉ không lầm, chỉ cần là thần phỉ, giang giật đều muốn chém tận giết tuyệt. Ách hoàng cát trùng, nhiều như vậy hoàng cát trùng chuyện gì xảy ra, trốn, mau trốn, A, à, thần phỉ đại quân thoáng cái loạn, giống như chỉ là chút ít hoàng cát trùng, kia vấn đề không lớn. Hoàng cát trùng rất rất nhiều, vẹn vẹn mấy lần hô hấp thời gian thế mà lao ra ngoài gần vạn con, bọn hắn tổng cộng tựu 2, 300 người, chiến thần cấp bậc cường giả chỉ có một người, lại thế nào là nhiều như vậy hoàng cát trùng đối thủ. Thần trùng thổ phỉ lĩnh trong tay một cây trường thương trái chọn lại đâm, khắp thiên đều là thương ảnh, những cái kia hoàng cát trùng gần như rất khó cận thân, ngẫu nhiên có mấy cái xuyên thấu thương ảnh vào đây cũng bị hắn một tay vỗ đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn qua vô số toàn thân đều bị hoàng cát trùng bao trùm thủ hạ, nhìn qua từng cái trên mặt đất lăn lộn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành hài cốt thủ hạ nổi giận giống giận, còn đánh cái cái giam a, mau trốn. Hoàng cát trùng rất rất nhiều, đó căn bản không giết xong, trừ hắn ra, chỉ có số ít cường đại thần vương mới có thể đánh giết hoàng cát trùng, những người còn lại chạy không thoát hẳn phải chết không nghi ngờ, rất nhiều người vẫn còn tại đần độn bản năng phản kích. Vấn đề là, Trốn có thể tới trốn nơi nào đây? Rất nhiều trên thân người đã bị lít nha lít nhít hoàng cát trùng bao trùm, coi như chạy đi mấy chục dặm, cuối cùng cũng sẽ biến thành một đống bạch cốt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người trong đầu không nghĩ ra, hoàng cát trùng trừ phi bị cuốn vào vòi rồng bên trong, bình thường gần như đều trong lòng đất bất động, tại sao lại đột nhiên nổ bắn ra trên mặt đất chủ công công kích nhân loại? Không đúng, mấy trăm năm chưa bao giờ nghe nói hoàng cát trùng hội bạo động. Thần trùng thổ phỉ lĩnh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ thần thức tại bốn phía quét tới, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, cách đó không xa giang giật chính nhanh chóng lùi về phía sau, không có một cái hoàng cát trùng công kích hắn. Tiểu tử này có vấn đề, thần trùng thổ phỉ lĩnh lập tức kết luận vấn đề xuất hiện ở giang giật, hắn nổi giận đâm ra từng đạo thương ảnh, đem bốn phía mấy chục con hoàng cát trùng đánh bay, trường thương lắc một cái, hư không chấn động, hắn thân thể như cuồng long hướng giang giật phương hướng phóng đi. Ha ha! Giang giật nhìn thấy một đạo hắc ảnh như hắc long phóng tới nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên dấu ở ống tay áo của hắn bên trong tiểu thú lại phát ra một đạo tiếng kêu chói tai tiếp lấy thần trùng thổ phỉ lĩnh phía trước mặt đất tầng tầng nổ tung trong nháy mắt xông ra mấy ngàn hoàng cát trùng hình thành lấp kín thật dày trùng tường mà thần trùng thổ phỉ lĩnh tốc độ quá nhanh thoáng cái liền vọt vào trùng trong tường a à, thần trùng thổ phỉ lĩnh lần này không ngăn được trên thân trung phẩm thần khí chiến giáp có mấy cái địa phương đều bị hoàng cát trùng gặm nát mấy cái hoàng cát trùng xông vào bên trong thân thể của hắn bắt đầu gặm cắn huyết nhục của hắn hắn phát ra vài tiếng gào lên đau đớn, không dám vọt lên chỉ có thể chuyên tâm đối phó trùng tiến thân thể nội mấy cái hoàng cát trùng. Nhưng hắn bên người ít nhất có mấy ngàn con hoàng cát trùng, hắn coi như có thể bước lui sông vào trong thân thể mấy cái hoàng cát trùng, lại như thế nào có thể ngăn cản còn lại hoàng cát trùng công kích hắn phản ứng rất nhanh, biết rõ hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng. Không quan tâm hoàng cát trùng, thiên lực chấn động hướng giang giật mãnh liệt bắn phóng đi, chuẩn bị kéo lấy giang giật chôn cùng dựa vào, nhưng mà, tại hắn được không rất dễ dàng xông ra trùng tường lúc, giang giật lần nữa vung tay lên, hắn phía trước mặt đất lại tầng tầng nổ tung, mấy ngàn con hoàng cát trùng bắn ra, lấp kín trùng tường lần nữa hình thành. Hắn hai mắt tối đen, một cái lão huyết phun ra, dùng hết thân thể lực lượng cuối cùng, đột nhiên hướng phía trước đâm ra một thương. Xuy suy một thương này là thần trùng thổ phỉ lĩnh nhất cường đại công kích, thương ảnh phi thường nhỏ, tốc độ lại quá nhanh quá nhanh, địa sát giới như thế vững chắc không gian đều bị đâm phá suốt một đạo nhỏ bé khe hở. Thương ảnh thế không thể đỡ, phía trước từng cái hoàng cát trùng phàm là bị thương ảnh đâm chúng lập tức bạo liệt thành huyết vụ, thương ảnh tốc độ căn bản không có yếu bớt, chỉ là trong chớp mắt tự xuyên thấu trùng tường, hướng giang giật bắn nhanh mà đi. Huyền hoàng chi lực, giang giật đôi mắt co rụt lại, trước tiên vận dụng huyền hoàng chi lực, thân thể điên cuồng hướng bên cạnh tránh né mà đi. Nhưng để hắn hoảng sợ là, kia thương ảnh thế mà khóa chặt hắn, hắn vừa trốn tránh liền theo rẽ ngoặt, giang giật cảm giác mình coi như trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng sẽ bị đâm trúng. Làm sao bây giờ, điện thạch hỏa hoa ở giữa, giang giật não hải nhanh chóng chuyển động, cuối cùng cắn răng chỉ có thể đem hỏa long kiếm lấy ra, nhìn xem có thể hay không ngăn trở cái này bá đạo một thương, giống như không ngăn nổi lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại mãnh liệt, người quá vô dụng, xem ta, một đạo truyền âm vang lên, tiếp lấy giang giật trong tay áo thôn thiên thú thế mà bay đi, chủ động đụng phải thương ảnh. a à, một khắc này giang giật nội tâm đều phanh một tiếng kém chút nát, cái này tiểu thú mà chết, hắn tổn thất tựu lớn, cái này tiểu thú thế nhưng là hắn cường đại ỉ vào. Nhưng mà, kia thương ảnh hung hăng đánh chúng tiểu thú, tiểu thú bị đập ầm ầm bay ra ngoài, nhập vào dưới mặt đất, nhưng tiểu thú rất nhanh từ dưới đất bay vụt mà lên. Trên người ám kim sắc lân phiến đều không có rơi xuống một nhanh, vẻn vẹn tinh thần có chút huệ hoài, nó bay lên giang giật trên bờ vai, bĩu môi nói, đau chết ta rồi, đại mãnh liệt ngươi đến bồi ta thật nhiều thật nhiều hỏa diễm, nếu không lần sau ta cũng không giúp ngươi ngăn cản. Ha ha ha, Giang giật mừng như điên cười to, không điểm đứt đầu nói tốt, tốt, tiểu mãnh liệt ngươi quá mạnh. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta nhất định giúp ngươi làm rất nhiều rất nhiều hỏa diễm, để ngươi ăn no. chương 1404, âm mưu khí tức. Gần 300 thần phỉ, lần này một cái không có đào tẩu, chủ yếu là lần này Giang giật bố cục bầy rất không tệ, để tiểu thú khống chế hoàng cát trùng tại phạm vi ngàn dặm ẩn núp, theo bốn phương tám hướng vây quanh. Dạng này cho dù có người chạy nhanh cũng vô dụng, cuối cùng đồng dạng sẽ bị đánh giết. Chỗ tốt như vậy còn tại ở có thể sớm dự cảnh, đáng tiếc tiểu thú có thể khống chế phạm vi chỉ có ngàn dặm, nếu có 10 vạn trăm vạn lý, tự hoàn mỹ. Chi chi, tiểu thú đột nhiên kêu lên, truyền một cái để giang giật rất là không hiểu tin tức, đại mãnh liệt, phía đông đào tẩu 5 người, là vừa rồi ngươi đang đuổi 5 người. a à giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tóc làm công tử năm người theo lý thuyết đã sớm đi xa a tốc độ bọn họ nhanh như vậy vì sao sẽ còn tại phía đông trong ngàn dặm mà lại vừa rồi nhiều như vậy thần phỉ bọn hắn không có khả năng không có gặp được a coi như không có tao ngộ ngàn dặm phạm vi kia bốn cái diệt ma chiến thần hẳn là có thể dò xét đến thần phỉ a vì sao không đến hỗ trợ dù sao hắn nhưng là mặc diệt ma các chiến giáp là diệt ma các tuần liệp sử năm người này có vấn đề Giang giật nội tâm hiển hiện một tia dự cảm không tốt. Bất quá giờ phút này hắn ngược lại là không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Dù sao năm người kia đã đi, hắn thân thể hướng phía trước mới bay bắn mà ra, thu thập chiến lợi phẩm thần phỉ trên người chúng bao nhiêu đều có một ít hàng tồn, góp gió thành bão cũng là không nhỏ một bút tài phú. Toàn bộ chiến lợi phẩm thu thập về sau, Giang giật nghĩ nghĩ, không dám hướng năm người vị trí đuổi theo. Năm người này vừa rồi ra hắn phụ cận, để hắn cảm giác được có một loại âm mưu khí tức đi theo năm người đi, nói không chừng sẽ bị hố. Hắn cũng không biết hướng bên kia đi, tùy ý tìm cái một cái phương hướng chạy như điên. Bôn tẩu số vạn lý về sau, ẩn núp đi dưới mặt đất, luyện hóa một chút hỏa diễm cho tiểu thú bổ sung năng lượng. Tiểu thú ngăn cản một cái công kích, thân thể lại trở nên suy yếu, bất quá tại thôn vệ gần 100 đám hỏa diễm về sau, tinh thần lập tức tốt hơn nhiều. Đây chính là một cái ăn hàng A, Giang giật nhếch miệng, có chút mờ mịt, vừa rồi thần trùng thổ phỉ lính kia bỏ mạng một kích để hắn cảm thấy tự thân không đủ mặc dù hắn có hoàng cát trùng nhưng không phải vô địch nếu có hai tên diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả liều chết công kích hắn hắn tự nguy hiểm tiếp tục tìm độc linh nhiều người như vậy cũng không tìm tới giang giật không cho rằng chính mình có thể tìm tới hắn ngẩn ra một chút quyết định lại tìm ba ngày như còn tìm không thấy những cái kia đào tẩu thần phỉ cùng độc linh tự rút về hoàng cát thành trương mai bọn hắn đã chết tiếp tục như vậy không phải biện pháp không nếu muốn biện pháp thêm đền bù thoáng cái người nhà của bọn hắn tốt tiếp tục bôn tẩu bôn tẩu một canh giờ hắn tao ngộ một tên diệt ma chiến thần bất quá đối phương thần thức quét thoáng cái hắn căn bản không rảnh để ý theo bên cạnh lượn quanh đi đại nửa ngày về sau để giang giật kinh nghi sự tình phát sinh hắn lại tao ngộ một đám thần phỉ mà lại lần này có hai tên chiến thần cấp bậc cường giả thần phỉ nhân số đạt đến 500. tà môn vì sao thần phỉ chuyên tìm ta ra tay a giang giật trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ phản ứng ngược lại là rất nhanh, trước tiên đưa tin cho hỗn Nguyên Châu bên trong tiêu lãnh nói, lão tiêu, người tùy thời chuẩn bị xuất chiến, tao ngộ đại phiền toái. Tiêu lãnh cùng Trương Hải tại giang giật hỗn Nguyên Châu bên trong ngồi xếp bằng, qua thời gian dài như vậy, tiêu lãnh thương thế khôi phục hơn phân nửa, bất quá còn không có khỏi hẳn. Nghe được giang giật truyền âm, ánh mắt hắn thoáng cái mở ra, lạnh giọng nói ra, lập tức đem ta truyền tống ra ngoài. Giang giật không có chim hắn, tiêu lãnh là kỳ binh, muốn tại thời khắc mấu chốt vận dụng, hắn các loại chờ những cái kia thần phỉ gào thét vào tới về sau lập tức bảo hống tiểu mãnh liệt động thủ hiu 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 phía trước mặt đất lập tức như vỡ tổ nước sôi cát vàng đầy trời bắn ra từng cái hoàng cát trùng dùng tốc độ khủng khiếp bắn ra đem mấy trăm thần phỉ bao quanh vây lại bắt đầu thảm liệt chém giết a à, hoàng cát trùng trốn cấp thấp thần phỉ trong nháy mắt toàn bộ loạn nhưng này hai tên thần trùng thổ phỉ lĩnh lại tựa hồ như đã sớm biết giang giật thủ đoạn nửa điểm không có chấn kinh ngược lại như một thanh lợi kiếm hướng giang giật phóng tới thật xa liền muốn phóng thích công kích kít 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 lần này giang giật đã sớm chuẩn bị tiểu mãnh liệt liên tục phát ra ba đạo thét lên hai tên thần trùm thổ phỉ lĩnh phía trước mặt đất không ngừng nổ tung liên tiếp lên ba đạo trùng tường. những cái kia hoàng cát trùng lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ xa xa nhìn lại cũng cảm giác thật sự có ba mặt cát vàng tường đất bằng mà lên ngăn tại giang giật cùng thần trùm thổ phỉ lĩnh ở giữa phá một tên thần trùm thổ phỉ lĩnh bạo hống thân thể ra ngoài hiện đạo đạo lôi cô, hình thành một cái lôi điện vòng bảo hộ. Bị lôi hồ bao phủ hoàng cát trùng thế mà toàn bộ không động được, hắn nhẹ nhõm liên tục xuyên thấu ba đạo trùng tường, dùng tốc độ khủng khiếp hướng giang giật phóng tới. Một người khác thực lực hẳn là kém một chút, bị vây ở trùng trong tường, nhiều như vậy hoàng cát trùng một khi bị khốn trụ, như hắn không có thượng phẩm thần khí chiến giáp, cho hắn kết cục chính là chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu có thượng phẩm thần khí chiến giáp, một khi bị khốn trụ thời gian vượt qua mười hơi thời gian, cũng rất có thể muốn chết. Giang giật đã không có thời gian đi quản tên kia bị vây thần trùm thổ phỉ nhật, nhìn qua như một đầu độc lang điên cuồng phóng tới thần trùm thổ phỉ lính nội tâm của hắn lộp bộp thoáng cái. Lần này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là có người chủ mưu muốn giết hắn, hai cái này thần trùm thổ phỉ lính là vì hắn mà đến. Ông, Giang giật trong tay hỗn nguyên châu trước tiên lấy ra, tiêu lãnh còn không ra, hắn liền muốn xong đời hắn cũng không dám lại đem tiêu lãnh xem như kỳ binh đi cái này cấp bậc cường giả quá kinh khủng vù vù đồng thời hắn để tiểu thú khống chế đại lượng hoàng cát trùng đem hắn bao quanh vây lại hình thành một cái tổ ong coi như đối phương muốn liều chết công kích hắn hoàng cát trùng cũng có thể cản thoáng cái suy yếu rất nhiều công kích hư tiêu lãnh tại hỗn nguyên châu bên trong tùy thời chuẩn bị xuất thủ hắn ra phía ngoài trong nháy mắt thần thức lập tức khóa chặt vào tới thần trùng thổ phỉ lĩnh trường đao trong tay vạch phá bầu trời trong hư không lôi ra một tia trắng, đột nhiên hướng kia thần phỉ oanh sát mà đi. Ách, đối phương không nghĩ tới giang giật bên này còn có một cái chiến thần cấp bậc cường giả, thân thể bản năng một trận, thân thể bên ngoài lôi điện nhanh chóng lấp lánh tại phía trước hình thành một cái màu trắng lôi lá chắn, bên này ngăn trở tiêu lãnh công kích, đồng thời hắn một cái tay khác đột nhiên hướng dưới mặt đất vỗ tới. Xuy suy một đầu bạch quang như bạch xà từ dưới đất lan tràn mà đi, tốc độ quá nhanh, thoáng cái lan tràn đi giang giật chỗ mặt đất, bạch quang nhẹ nhõm xuyên thấu qua hoàng cát trùng đánh chúng giang giật a a a giang giật toàn thân đều bốc lên khói đen như bị lôi điện bổ chúng thân thể run rẩy không ngừng tóc từng chiếc dựng thẳng lên nếu không phải bên ngoài có nhiều như vậy hoàng cát trùng suy yếu rất nhiều lôi điện năng lượng hắn cảm giác không đúng lúc cũng vận dụng huyền hoàng chi lực đoán chừng giờ phút này toàn thân đều muốn biến thành than cốc chi chi giang giật bị công kích đưa tới thôn thiên thú nổi giận nó không ngừng phát ra từng tiếng tiếng kêu chói tai khống chế từng bầy hoàng cát trùng biên cuồng hướng thần trùng thổ phỉ lĩnh phóng đi. Ở trong mắt nó hoàng cát trùng là cấp thấp sinh vật, chết không có gì đáng tiếc. Chết, tiểu thú khống chế phi thường đúng chỗ, không có một cái hoàng cát trùng công kích tiêu lãnh, tiêu lãnh liên tục không ngừng công kích thần trùng thổ phỉ lĩnh, ngăn cản hắn tới gần, kéo để hắn không thể chạy trốn. Thần trùng thổ phỉ lĩnh một bên muốn ngăn trở tiêu lãnh công kích, một bên lại muốn phòng ngự tứ phía tám mới bay bắn mà đến hoàng cát trùng, khổ không thể tả. A, à. Tiêu lãnh công kích mấy vòng sau thần trùng thổ phỉ lĩnh rốt cục không chống nổi, phía sau lưng chiến giáp bị hoàng cát trùng gặm ra mấy cái động, mấy cái hoàng cát trùng vọt vào bắt đầu gặm ăn nhục thể của hắn. Tiêu lãnh đôi mắt sát khí một thịnh, cái này thần trùng thổ phỉ lĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa chiến sự cũng không xê xích gì nhiều, 500 thần phỉ đoán chừng không có đào tẩu mấy cái, một cái khác thần trùng thổ phỉ lĩnh giờ phút này toàn thân bị hoàng cát trùng bao trùm, ngay tại trên mặt đất một bên lăn lộn, một bên kêu thảm không ngừng, chết đi cũng là vấn đề thời gian. Chi chi, Giang giật vừa mới thở dài một hơi, tiểu thú đột nhiên ánh mắt lạnh xuống chi chi réo lên không ngừng, một đạo truyền âm vang lên tại Giang giật trong tai, đại mãnh liệt, năm người kia lại tới, chính nhanh chóng tới gần. Lão tiêu, tốc chiến tốc thắng, Giang giật nội tâm trầm xuống, năm người này quả nhiên có quỷ, hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt, năm người này rất có thể là hướng về phía hắn tới, thậm chí... Đám này thần phỉ còn có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Chương 1405, Độc Linh hiện thân, các ngươi những này thần phỉ lại dám công kích chúng ta diệt ma các người muốn chết. Một đạo bạo tiếng giống từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy năm đạo nhân ảnh điên cuồng lướt đến, bộ phận đào tàu thần phỉ bị bọn hắn nhẹ nhõm chém giết, rất nhiều thần phỉ sẽ chết đi, cũng bị bọn hắn bổ sung một đao, từng mảnh từng mảnh chém giết. Giang giật cười lạnh không thôi, tiêu lãnh lại coi là tới viện quân, phấn chấn không thôi. Năm người này tốc độ rất nhanh, nhẹ nhõm tránh đi hoàng cát trùng cách không phóng thích công kích, một đường tập sát thần phỉ, vẹn vẹn trong chốc lát, cấp thấp thần phỉ toàn bộ bị chém giết, năm người nhanh chóng hướng giang giật bọn người tới gần. Hoàng Cát Trùng không có thu được đánh giết mấy người mệnh lệnh, sở dĩ một mực không có hướng mấy người công kích. A, à, bên này chiến sự không sai biệt lắm cũng kết thúc, Tiêu Lãnh phối hợp Hoàng Cát Trùng chém giết một người, một người khác cũng bị Hoàng Cát Trùng tươi sống gặm chết, Tiêu Lãnh thần thức hướng nơi xa quét tới, dò xét một lần về sau, có chút kinh ngạc nói ra, lại là Tần Vinh công tử. Ừ, Giang giật vốn muốn cùng tiểu thú hạ mệnh lệnh để Hoàng Cát Trùng ngăn bọn họ lại, nghe được tiêu lãnh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiêu lãnh thế mà nhận biết kia tóc làm công tử, chẳng lẽ hắn hoài nghi sai những người này không có vấn đề hắn thấp giọng hướng tiêu lãnh hỏi, lão tiêu, ngươi biết bọn hắn. Tiêu lãnh gật đầu truyền âm nói, tần gia là địa sát giới thập đại gia tộc một trong, vị này tần vinh công tử là tần gia đệ nhất công tử, thanh danh lan xa, nhân phẩm rất không tệ, thâm thụ rất nhiều đại gia tộc tiểu thư truy phùng là địa sát giới thịnh nhất tên ngũ đại công tử một trong. Nhân phẩm rất không tệ, Giang giật càng thêm hồ nghi, nếu như là đại lục đỉnh cấp công tử, vậy làm sao lại mưu hại hắn hắn cùng Tần Vinh không oán không cừu, đối phương nếu là có mặt mũi đại nhân vật, càng sẽ không làm loạn a. À, dù sao hắn bên ngoài là mạch lăng thu người, thật chẳng lẽ chính là hiểu lầm. Người biết ta, Tần Vinh mang theo bốn người rời đi mấy ngàn trượng ngừng lại, hắn nhìn qua tiêu lãnh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi là, tiêu lãnh rất khách khí chắp tay nói tại hạ tiêu lãnh là lam ưng phủ người của tiêu gia trước kia tại địa sát thành ra mắt công tử một mặt nha tần vinh nhẹ gật đầu rất vị ý nói ra là người của tiêu gia a à a à. tiêu lãnh danh tự này làm sao có chút quen tai a à. bên cạnh một tên diệt ma chiến thần nhìn còn bị hoàng cát trùng bao phủ giang giật nhẹ giọng nói ra công tử tiêu lãnh là bị tiêu gia phái đi thủ hộ giang thành chủ người vị kia hẳn là giang thành chủ lần trước mạch đại nhân đề cập qua a à, ngươi là giang giật Giang Thành Chủ, Tần Vinh thần thức hướng Giang giật quét tới, lập tức khách khí cười nói: Ta sớm nên nghĩ đến, tuần liệp xử cứ như vậy nhiều cái. Giang Thành Chủ, ta là Tần Vinh, nói đến ta cùng Mạch Lăng Thu đại nhân còn có một số nguồn gốc đâu. Lần trước đi gặp mặt Mạch thúc thúc lúc, hắn nhắc lên ngươi. đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Vinh còn nâng lên Mạch Lăng Thu, Giang giật không thể không khiến Hoàng Cát trùng toàn bộ giải tán tiến vào dưới mặt đất, chắp tay nói: Tần công tử tốt, lợi hải. Tần Vinh nhìn lướt qua liên tục không ngừng sông vào dưới mặt đất hoàng cát trùng, cảm khái nói: "Đã sớm nghe mạch thúc thúc nói, Giang giật ngươi là kỳ tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi thế mà có thể khống chế hoàng cát trùng bằng vào cái này thần thông, ngươi chú định danh chấn địa sát giới, ta Tần Vinh có thể kết giao ngươi cũng coi là lớn lao phúc phận a." Tiêu Lãnh nhìn lướt qua tới, trong mắt đều là dị sắc, có chút hiếu kỳ. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này tùy ý chắp tay cười ha hả nói, Điều trùng tiểu kỹ thôi, tần công tử khách khí. Tần Vinh mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía nói, Giang thành chủ, đã ngươi là mạch thúc thúc người, ta cũng không gạt ngươi. Theo chúng ta người dò xét, độc linh liền tại phụ cận, các ngươi cẩn thận chút đi, chúng ta đi trước, quay đầu có thời gian đi tần thành, nhất định muốn tìm ta a. À. Giang giật khách khí chắp tay nói, đa tạ tần công tử nhắc nhở, quay đầu nhất định đi quấy giày một phen. Tần Vinh bọn người hướng tiêu lãnh chắp tay, quay đầu nhìn về nơi xa bay đi, đúng lúc này giang giật trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, phía dưới có một người nhanh chóng tới gần. Có thích khách, tiêu lãnh cũng trước tiên cảm ứng được, thân thể lóe lên hướng giang giật phóng đi, xa xa tần vinh bọn người bước chân dừng lại, một người dò xét một phen lập tức quát lớn, là độc linh, giang thành chủ cẩn thận. Giang giật cùng tiêu lãnh bản năng linh hồn chấn động, độc linh chi danh quá thịnh, nếu thật là độc linh đánh lén, vậy liền phiền phức lớn rồi. Giang huynh mau trốn, độc linh nhận lấy cái chết. Tần Vinh mang theo bốn người hướng giang giật bên này nhanh chóng lao tới, giang giật vốn muốn cho tiểu thú khống chế hoàng cát trùng đi ngăn trở phía dưới thích khách, bất quá tại thời khắc này hắn đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Độc Linh không phải danh xưng là mị ảnh tộc bên ngoài ám sát thuật người khủng bố nhất. Đã như vậy, phía dưới cái kia Độc Linh vì sao có thể nhẹ nhóm bị dò xét đến giống như hắn thật là Độc Linh. Hắn ám sát thuật không khỏi cũng quá kém a à, tại kết hợp giang giật trước kia đối tần vinh năm người hoài nghi, hắn tại thời khắc này không hiểu có loại cảm giác tần vinh năm người có vấn đề có vấn đề lớn. Tiểu mãnh liệt, ngăn lại năm người này. Giang giật khẽ quát một tiếng, lập tức đối tiêu lãnh quát to, lão tiêu, mang ta sông vào dưới mặt đất, không muốn khai chiến, bằng nhanh nhất tốc độ đi nơi sâu nhất trong lòng đất. Tiểu thú đối với giang giật mệnh lệnh không có ý một tia hoài nghi, tần vinh năm người phía trước trong nháy mắt toát ra vô số hoàng cát trùng, ngưng tụ thành từng đạo trùng tường, tiêu lãnh vốn định lập tức hướng phía dưới phóng đi, tại giang giật bạo giống về sau, hắn suy nghĩ một chút vẫn là bảo thủ lý do một cái kéo lại giang giật hướng dưới mặt đất phò tới. Hắn thần thức hướng phía dưới quét qua sau cũng lập tức tỉnh ngộ lại, bởi vì phía dưới vò tới như vậy thích khách, chỉ có thần vương thực lực, căn bản không phải độc linh. Hiu hiu hiu, đếm không hết hoàng cát trùng bay đi, lít nhà lít nhít tạo thành từng đạo màu hoàng kim trùng tường, tràng diện kia phi thường hùng vĩ, tiểu thú đem tất cả hoàng cát trùng đều phái ra ngoài, 5.000 con hình thành một đạo trùng tường, ít nhất có 7-8 đạo trùng tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên nguyên không ngừng ngăn cản tần vinh đám người tới gần. Cái này hiệu quả vô cùng vô cùng không tệ, trùng tường thoáng cái ngăn chở bốn người tiến lên, duy chỉ có có một người liên tục phá vỡ trùng tường lao đến, tốc độ quá kinh khủng, so tiêu lãnh phải nhanh hơn gấp 2. Mà lại hắn phá vỡ trùng tường phương pháp quá đơn giản, hắn thế mà không có phóng thích bất luận cái gì công kích, cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu, những cái kia hoàng cát trùng tựa như không nhìn thấy hắn, nhẹ nhõm cho hắn sâu vào, không có một cái hoàng cát trùng công kích hắn. Cái này, tiêu lãnh thần thức quét qua linh hồn đại chấn, tựa như gặp quỷ. Bởi vì xuyên thấu trùng tường không phải kia bốn tên diệt ma chiến thần, lại là tần vinh công tử. Hắn con người nhất chuyển đột nhiên tỉnh mộ lại, hoảng sợ hét lớn, ngươi không phải tần vinh, ngươi là độc linh, ngươi không có chân gãy, đây là một lần âm mưu. Tần vinh tại địa sát giới rất nổi danh, nhưng thực lực vẻn vẹn chỉ có thần vương cảnh, như đột nhiên thần đế, đã sớm truyền khắp đại lục. Người này tốc độ so với hắn nhanh hơn gấp đôi, mà lại tại lúc này đột phá trùng tường lúc, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, lúc phi hành còn như u linh vô thanh vô tức, dẫn đến hoàng cát trùng không cách nào khóa chặt công kích hắn. Còn có người này cải trang thành tần vinh, tiêu lãnh đều không thể xem thấu, như thế cường đại quỷ dị thần thông, để tiêu lãnh liên tưởng đến trong truyền thuyết ám sát thuật cực kỳ kinh khủng độc linh. Diệt ma các bên trong tin tức, độc linh gãy chân, không có một đoạn thời gian là không cách nào khôi phục toàn thịnh thực lực. Giờ phút này lại nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ đây rõ ràng liền là một cái âm mưu một cái nhầm vào hắn, hoặc là nhằm vào giang giật âm mưu, chương 1406, bị bắt, tiêu lãnh, thức thời liền lăn khai, nếu không ta giết người cùng bóp chết một con giun dế không có khác nhau, tiêu hoàng năm đó kiến thức thủ đoạn của ta. Hôm nay ta là sông giang giật tới, hiểu, một đạo truyền như u hồn khóc lóc kể lể thanh âm vang lên, tiêu lãnh nội tâm chấn động, người này quả quyết là độc linh, hắn còn đã từng cùng tiêu hoàng đối chiến qua thanh âm này ẩn ẩn có loại ma lực thần kỳ, để tiêu lãnh kém chút trực tiếp chạy trốn, cũng làm cho Giang giật cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Công kích linh hồn, tiêu lãnh đôi mắt thoáng cái khôi phục thanh minh, hắn là một cái phi thường giảng nguyên tắc người, đã đáp ứng tiêu hoàng bảo hộ Giang giật, vậy coi như hắn chết cũng sẽ so Giang giật sớm một bước chết đi, nếu không nguyên lai lần thứ nhất tao ngộ thần phỉ, hắn chỉ có một người chạy trốn. Hưu, trong tay hắn chiến đao hung hăng hướng phía trước đánh xuống, một đạo đao mang sáng lên cắt đứt đại địa, hung hăng hướng xuống mặt vò tới thần vương bổ tới, chỉ cần chém giết tên này thần vương, hắn mới có thể toàn lực kéo độc linh, cho Giang giật cơ hội chạy trốn. Suy suy, tiêu lãnh chiến lực không cần hoài nghi, phía dưới tên kia thần vương thậm chí đều không thể tránh né, bị đao mang trùng điệp bổ trúng, thân thể một phân thành hai, lập tức nổ thành huyết vụ, tiêu lãnh đối Giang giật gầm thét, Giang giật, mau trốn, ta đến đoạn hậu. Giang giật có thể khống chế hoàng cát trùng, chỉ cần xông vào lòng đất vạn trượng phía dưới, phía dưới kia lại có vô tận hoàng cát trùng, hắn tự còn có một tuyến sống sót cơ hội, Tiêu lãnh biết mình không phải độc linh đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũng nghĩa vô phản cố hướng lên trên mặt bắn vào, ý đồ ngăn lại độc linh. Lão tiêu, nhìn thấy tiêu lãnh trong mắt quyết tuyệt, giang giật không hiểu dám động, giờ phút này sẽ không bao giờ lại hoài nghi tiêu lãnh. Nội tâm của hắn đã đem cái này xấu xí háo sắc lão đầu, trở thành người một nhà, trở thành trưởng bối của mình. Trốn, hắn không có đần độn đi theo tiêu lãnh đi chịu chết, mà là vận chuyển huyền hoàng chi lực điên cuồng hướng dưới mặt đất phóng đi, Tiêu Lãnh dùng mạng của mình đổi lấy hắn cơ hội đào tẩu, hắn không thể lãng phí nếu không tự có lỗi với Tiêu Lãnh. Ngây thơ, phía trên độc linh cười lạnh một tiếng, trên thân bạch quang lóe lên, thế mà biến thành vô số cái độc linh. Mà lại độc này linh giống nhau như đúc, căn bản không phải hư ảnh, mỗi cái độc linh trong tay đều có một thanh cái khoan sắt, quấy mặt đất làm ra từng đầu thông đạo, theo ba mặt hướng Tiêu Lãnh đánh tới. Lợi hại, Tiêu Lãnh thần thức quét một lần, triệt để tuyệt vọng, đối độc linh thủ đoạn cũng chịu phục cái này phân thân căn bản không có bất luận cái gì sơ hở cùng chân thân giống nhau như đúc hắn căn bản không biết công kích một cái kia phân thân chỉ có thể lung tung ném ra mấy đạo đao mang vù vù mấy trăm cái độc linh cái khoan sắt đồng thời một đâm tiếp lấy mấy trăm đạo ám hắc sắc tia sáng phóng tới toàn bộ chui vào tiêu lãnh ngực hắn thân thể tựa như bị mấy đạo tòa đại sơn đè xuống như vẫn thạch hướng phía dưới rơi xuống hung hăng nện ở còn tại hướng phía dưới phóng đi gian giật trên thân liên đới đem gian giật đập xuống dưới không phải một cái cấp bậc, Giang giật nội tâm thở dài, tiêu lãnh chiến lược rõ ràng so độc linh kém xa. Hắn cũng lười chạy trốn, trong tay hỗn nguyên châu sáng lên đem ngất đi, sinh tử chưa biết tiêu lãnh thu vào. Đồng thời hắn còn đem thôn thiên thú cũng thu vào hỏa linh châu bên trong, lúc này mới bình tĩnh nhìn qua hướng bay vụt mà đến độc linh. Xuy suy một đạo ảnh tử nhanh chóng bay tới, một cái trắng noãn nhẹ tay tùng bắt lấy giang giật cổ, một đạo năng lượng tràn vào, lập tức phong ấn giang giật đan điền độc linh thân sau mấy trăm ảnh tử cũng đã biến mất hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nhìn qua giang giật nói giang thành chủ không tệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha tiểu thú bị giang giật thu vào hoàng cát trùng không ai khống chế cũng đều bất động phía trên trùng tường đồng dạng sụp đổ sở so hữu hoàng cát trùng đều bất động độc linh mang theo giang giật nhẹ nhóm phá đất mà lên về tới phía trên phía trên bốn người thế mà cũng chưa chết bất quá có hai người thụ thương như giang giật có thể chế chút đem tiểu thú thu vào đi sợ là hai người này đều muốn bị giết. Một người nhìn thấy độc linh mang theo giang giật ra, lập tức giận không thể nghỉ, thân thể lóe lên chân sau đối giang giật liền muốn hung hăng đánh xuống, hiển nhiên muốn báo thủ ngược đãi một phen. Hưu, độc linh thân con lóe lên, mang theo giang giật tránh khỏi cái này một chân, người kia một cước dẫm lên trên mặt đất đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, thân thể bắn ra nổi giận nói ra, độc linh, ngươi làm gì ngươi cho rằng ngươi là ai không phải gia tộc và tiểu thư, ngươi chẳng bằng con chó. Ông, Độc linh thân bên trên bạch quang lấp lánh, biến thành một cái phi thường phổ thông gầy yếu trung niên nhân, hắn u lãnh nói ra, tam gia, tiểu thư bàn giao ngươi quên nếu ngươi giết chết tiểu tử này, nguyên thủy linh bảo đi cái nào làm lần này hao tốn lớn như thế đại giới, như lấy không được nguyên thủy linh bảo, tiểu thư trong cơn giận dữ, hậu quả chính ngươi đảm đương đi. Hừ hừ, được xưng tam gia người hừ lạnh vài tiếng, ngồi xếp bằng lấy ra thuốc chữa thương nuốt hai hạt, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn không bắt đầu đúng rồi đem tiểu tử này khống chế hoàng cát trùng thần thông khảo vấn đi ra, cái này nếu là nộp lên gia tộc, chúng ta đều là một đại công. Tiểu thư Nguyên Thủy Linh bảo, sang giật một mực trầm mặc không nói, thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này mới đùa cợt mở miệng nói, là hiên viên tiểu thư A à, không biết là hiên viên khoan thai, vẫn là hiên viên lăng yên tiểu thư. Biết rõ trên người hắn có Nguyên Thủy Linh bảo người không nhiều, địa sát giới chỉ có hiên viên khoan thai một người. Đã xưng tiểu thư, vẫn có thể điều động độc linh cùng bốn tên diệt ma chiến thần gia tộc, đây tuyệt đối là hai người một cái trong đó. Ha ha, độc linh cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử, người thật thông minh, mới vừa rồi còn có thể nhanh như vậy nhìn ra sơ hở. Ta rất hiếu kỳ, người là thế nào biết rõ ta không phải tần vinh. Giang giật cũng không quan trọng, nhún vai một cái nói, vừa rồi đợt thứ nhất thần phỉ tập sát của ta thời điểm, các ngươi liền tại phụ cận. Nha, độc linh trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, Giang giật hỏi ngược lại, các ngươi lần thứ nhất gặp của ta thời điểm, vì sao không động thủ khi đó động thủ lại càng dễ một điểm a à. kỳ thật chúng ta không muốn bại lộ thân phận độc linh nhãn bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ nói một tên cao cấp nhất sát thủ hẳn là vĩnh viễn giấu ở chỗ tối bất kỳ cái gì mạo hiểm hành vi đều sẽ cho hắn mang đến nguy cơ chí mạng ta vốn cho là mấy nhóm thần phỉ đủ để diệt sát ngươi lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể khống chế hoàng cát trùng không thể không nói tiểu tử ngươi thật kỳ tài ngút trời cái này khống chế hoàng cát trùng thần thông hẳn là lần này tới loa vân sơn mạch mới nắm giữ a Giang giật lần này không có trả lời, nội tâm nghi hoặc không sai biệt lắm mở ra, hắn cũng lời nửa câu nói nhảm, lạnh giọng nói ra tốt. Các người động thủ đi, Nguyên Thủy Linh bảo ta đã bán cho Cửu Thiên Trạch. Cái này khống chế Hoàng Cát trùng biện pháp, dạy các ngươi cũng không dạy nổi. Ta là đặc thù trùng tộc, không phải chúng ta trùng tộc căn bản là không có cách khống chế. Độc Linh, ta kính nể ngươi là nhân vật, cho thống khoái đi. Rơi vào loại người này trong tay, Giang giật biết mình tuyệt đối không có đường sống hắn vừa rồi tâm thần yên lặng tại hỏa long châu bên trong hỏa long kiếm bên trong kêu lão giả thần bí thật lâu nhưng đều không có trả lời trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn hắn cũng không có cho tiêu lãnh trương hải cầu tình loại này sát thủ tuyệt đối sẽ không mềm lòng lãng phí miệng lưỡi còn thôn thiên thú giang giật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nó sẽ là cái gì vận mệnh tự nhìn nó mệnh hừ hừ trong lúc chữa thương tam ra con mắt đột nhiên mở ra bên trong đều là vẻ bạo ngược âm thanh lạnh lùng nói, độc linh, người nếu là không nhẫn tâm động thủ đoạn, giao cho ta tốt. Ta cam đoan để hắn sống không bằng chết, nói cái gì nói hết ra. chương 1407, Phản tướng, nhìn thấy tam gia trong mắt hung lệ chi quang, giang giật đối với hắn không có nửa điểm chất vấn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, không bằng hắn nội tâm đặt quyết tâm, không bại lộ tiểu thú bí mật. Cái này thôn thiên thú dò xét không có nửa điểm khí thức cùng thú uy, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, có lẽ mọi người cầm tới di vật của hắn lúc, hội không để ý cái này tiểu thú. Điểm trọng yếu nhất, lão giả thần bí đã từng nói như giang giật chết rồi, hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu sẽ tự động bay đi, tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Sở dĩ giang giật không muốn để cho tiểu thú rơi vào hiên viên tiểu thư trên tay, chỉ có thể không bại lộ tin tức của nó, chết cắn không hé miệng. Tam gia, đừng nóng vội, độc linh mỉm cười, không có nửa điểm tức giận, ngược lại hít mắt nhìn xem giang giật nói ra, đặc thù trùng tộc tiểu huynh đệ, ngươi nói xem đến cùng là cái gì đặc thù chủng tộc nếu như nói có đạo lý, ta tự cho ngươi thống khoái. Độc linh thanh âm đột nhiên trở nên quỷ dị, tựa hồ vận dụng công kích linh hồn, giang giật kém chút một lần trước thực bàn giao. Bất quá lúc này linh hồn bên trong ba đầu hỏa long đột nhiên du tẩu, chứ tiểu triện ký tự như ẩn như hiện tự động hộ chủ, để hắn giật mình tỉnh lại, đầu óc hắn nhất chuyển, đôi mắt vẫn như cũ giả bộ như mờ mịt bộ dáng. Máy móc trả lời ta là mị ảnh tộc, đây là chúng ta mị ảnh tộc đặc thù thần thông. Ây. Tam gia cùng ba người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức nhìn qua độc linh, tam gia kinh hô lên, độc linh, người này lại là mị ảnh tộc. Ha ha ha, độc linh cười to vài tiếng, cười nhạo nói ra, được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đóng kịch, ta biết của ta nhiếp hồn âm không có ảnh hưởng ngươi, toàn bộ địa sát giới không có người so ta hiểu rõ hơn mị ảnh tộc, người cũng chớ giả bộ. Giang giật ánh mắt bên trong khôi phục thanh minh, đã bị nhìn xuyên tiếp tục diễn tiếp tục không có ý nghĩa, hắn còn ý đồ lợi dụng mị ảnh tộc hù sợ đối phương, xem ra là người si nói mộc. Hắn trầm mặc không nói, nói cái gì đều không nói, bên kia tam gia triệt để nổi giận, bay nhảy thoáng cái đứng lên, trong tay vừa lấy ra hiện một cái lóng lánh u quang móc, đằng đằng sát khí nói ra, độc linh, lăn đi. Xem người tam gia thủ đoạn, không cần phiền toái như vậy, độc linh lần nữa cười một tiếng, một cái thon dài trắng noãn tay hướng giang giật không gian giới chỉ chộp tới, vô thanh vô tức hạ giang giật không gian giới chỉ, tay lần nữa tìm tòi, lại đem hỏa linh châu cùng hỗn nguyên châu đều cầm xuống, hắn nhìn qua giang giật u nhiên cười nói, đã khoan thai tiểu thư mở ra giá trên trời, người cũng không có bán nguyên thủy linh bảo, bảo vật này khẳng định liền tại bên trong A. Ông, độc linh trong tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen bao phủ tại không gian giới chỉ bên trên, để giang giật khiếp sợ sự tình phát sinh. Không gian giới chỉ quang mang lấp lánh, từng kiện binh khí bảo vật liên tục không ngừng bay ra. Độc này linh thế mà có thể nhẹ nhóm phá vỡ trong không gian giới chỉ dấu ấn tinh thần của hắn, trực tiếp lấy ra bên trong bảo vật. Xong, Giang giật nội tâm ảm đạm, chờ hỏa linh châu bên trong tiểu thú bị độc linh truyền tống ra, đoán chừng rất có thể hội lộ ra ánh sáng. Một khi cầm tới nguyên thủy linh bảo, đó chính là hắn cùng tiêu lãnh trương hải tận thế. Hiu hiu hiu, tại những cái kia bảo vật từng kiện bay ra ngoài lúc, năm người thần thức đều quét tới, tinh tế dò xét, Giang giật trong không gian giới chỉ tạp vật thật nhiều rất nhiều đều là đồ vật loạn thất bát tao, y thiền bọn người tự tay cho hắn may quần lót còn có. Trong không gian giới chỉ kỳ thật cũng không có quá nhiều bảo vật, duy nhất đáng tiền liền là giang giật thu thập rất nhiều không gian giới chỉ, những cái kia đều là chém giết thần phỉ chiến lợi phẩm. Mặt khác tự còn có một gốc thất diệp lan, cùng cửu thiên trạch cho lá trà. Thất diệp lan, tam gia ánh mắt quét một cái hộp gấm, thân thể lóe lên nắm ở trong tay, hắn lạnh giọng nói ra thứ này thuộc về ta. Còn lại ba người ngược lại là không có giật đồ, Độc Linh cũng một mực không nhúc nhích, tinh tế dò xét Giang giật tất cả mọi thứ, tìm kiếm nguyên thủy Linh bảo. Tại mấy trường giấy trắng bay ra về sau, Độc Linh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, Giang giật vào thời khắc ấy cũng sắc mặt ảm đạm. Cái này mấy trường giấy trắng không phải bảo vật, là Giang giật tưởng niệm chúng nữ vẽ tranh chân dung. Cái này mấy trường tranh đều là thiên họa, sinh động như thật, phi thường sinh động. Y Thiền, Doãn Nhược Băng, Tô Như Tuyết, Giang Tiểu Nô, Y Phiêu Phiêu bọn người có một tấm Giang giật sở tại thượng giới thời gian quá lâu, quên đi các nàng dáng dấp ra sao, không có việc gì lấy ra nhìn xem. Giờ phút này, độc linh nhìn chằm chằm vào một tấm tranh, đôi mắt trở nên phá lệ sắc bén, hắn sau khi liếc nhanh mấy lần đột nhiên truyền âm cho Giang giật nói, tiểu tử, người tại sao lại có người này chân dung người biết chân dung bên trong người. Giang giật mơ hồ chừng mắt nhìn, nhìn về phía độc linh trong tay cầm một tấm chân dung, mơ hồ nói ra, nàng là mẫu thân của ta a, à, ta làm sao lại không biết. Ách, độc linh nhãn bên trong quang mang lần nữa một thịnh, truyền âm nói, người xác định nàng là mẫu thân ngươi. Giang giật càng không hiểu, mơ hồ gật đầu nói, cái này còn có thể gạt người. Vậy ngươi nói nàng kêu cái gì đến từ chỗ nào? Độc linh truyền âm gần như tại giang giật vừa mới nói chuyện liền đến, giang giật không chút nghĩ ngợi trả lời, mẫu thân của ta gọi y phiêu phiêu, đến từ thánh linh giới A. Hiu, giang giật lời vừa mới nói xong, độc linh thân thể đột nhiên động, hắn thân ảnh huyễn hóa thành mấy trăm phân thân, lần này trong tay không có lấy lấy cái khoan sắt, mà là xuất hiện một đôi ám hắc sắc bao tay. Hắn làm một kiện để giang giật chấn kinh đến không có gì sánh kịp sự tình, hắn thế mà khống chế mấy trăm phân thân hướng bốn cái diệt ma chiến thần đánh tới. Ừ, tam ra giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm thất diệp lan xem, căn bản không có nghĩ đến độc linh thế mà hướng bọn hắn động thủ, mà lại hắn thụ thương cũng thật nghiêm trọng, bị mấy đạo hư ảnh xông qua, thân thể của hắn lại bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Độc linh, người điên rồi sao, Độc linh, người dám phản bội gia tộc, xử lý cái này tạp quái. a à, ba đạo bạo tiếng giống vang lên, bất quá cuối cùng một đạo biến thành tiếng kêu thảm thiết, thân thể chiến giáp thế mà cũng bị hai cái tựa như lợi chảo tay xé rách. Hai người khác trước tiên lui nhanh, lập tức phóng thích phòng ngự công kích thần thông, nhưng bọn hắn công kích trực tiếp xuyên thấu độc linh phân thân, tới gần phân thân của bọn hắn rõ ràng là giả. Không đúng, Giang giật nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người kia công kích đánh chúng vào rất đa phần thân, nhưng đều là hư ảnh, mà xuống một khắc một tên diệt ma chiến thần bên cạnh phân thân lại biến thành thật. Một đôi màu đen độc trào chộp vào hắn trên lưng chiến giáp bên trên, hắn trung phẩm thần khí chiến giáp tựa như sổ ghi chép giấy nhẹ nhõm bị xé nứt, tiếp lấy thân thể hóa thành huyết vụ. Trốn, còn lại người kia bị hù dọa, hắn biết rõ căn bản không phải độc linh đối thủ, thân thể hóa thành cuồng long hướng nơi xa bay đi. Nhưng độc linh tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, là tiêu lãnh gấp 2, mấy trăm phân thân như u linh phóng đi, cuối cùng người này nhẹ nhõm bị đánh giết thật là khủng khiếp, Giang giật thấy toàn thân phát sợ, phía sau lưng mồ hôi chảy dọc, độc này linh quả vậy mà không hổ là mỹ ảnh tộc bên ngoài kinh khủng nhất sát thủ, hắn cái này thần thông cùng độc trảo quá kinh khủng, hắn mấy trăm phân thân là giả không sai, nhưng hắn chân thân tùy thời có thể dùng biến hóa vị trí, bất kỳ cái gì một cái giả phân thân đều có thể biến thành chân thân. Nếu không có cường đại linh hồn nhìn không thấu hắn chân thân, ai tao ngộ hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, mấy trăm phân thân từ đằng xa băng băng mà tới, cuối cùng hóa thành một cái chân thân, độc linh tại gian giật trước mặt đột nhiên quỳ xuống nói, mị ảnh tộc phản tướng áo phàm, tham kiến thiếu chủ, cầu thiếu chủ mang thuộc hạ trở về mị ảnh tộc. chương 1408, Thánh Linh Tốn, được giới, đây chính là gian giật trạng thái, nhân sinh thay đổi rất nhanh hắn trải qua rất nhiều lần, nhưng lần này chập trùng quá lớn, lớn đến hắn không thể nào tiếp thu được. Một khắc trước hắn còn thời khắc có thể chết đi, còn có thể bị không phải người ngược đãi sau một khắc trong địch nhân hồng, một người đem còn lại bốn người giết chết, sau đó người này thế mà còn đối hắn quỳ xuống, để hắn thiếu chủ. Mị ảnh tộc phản tướng, giang giật trong mơ hồ có chút minh bạch, người này hẳn là biết hắn mẫu thân, muốn cho mẹ hắn thân dẫn hắn trở về mị ảnh tộc. Khổ nhục kế, giang giật lại cảm thấy không thích hợp, chủ yếu là việc này quá tàm môn, giống như không phải phát sinh ở trên người hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn hồ nghi nhìn một cái độc linh, âm thầm suy đoán hắn có phải hay không muốn nuốt một mình nguyên thủy linh bảo, cho nên mới diễn một màn như thế trò vui. Hắn đôi mắt nhất chuyển, trong lòng cười lạnh một tiếng nói, độc linh, người đến thật. Độc linh ngẩng đầu rất khẳng định nói ra, tự nhiên là thật, từ nay về sau ngươi chính là của ta thiếu chủ, ai muốn tổn thương thiếu chủ, đều phải theo áo phàm trên thi thể bước qua. Kia tốt, Giang giật nhún vai một cái nói, đã ngươi nhận ta làm chủ, vậy sẽ hồn chủng giao cho ta đi, ta tự tin tưởng ngươi. Ây, độc linh hổ khu chấn động, trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng, Giang giật âm thầm cười lạnh, Độc này linh quả vậy mà đang diễn trò, xem ra là muốn nuốt một mình nguyên thủy linh bảo. Độc Linh nghĩ đến một lát, cắn răng nói, nếu như ta dâng ra hồn trùng, thiếu chủ có thể bảo chứng dốc hết toàn lực mang ta trở về Mị Ảnh tộc sao? Ta có thể lập xuống thiên đế huyết thệ, tuyệt đối dốc hết toàn lực mang ngươi trở về Mị Ảnh tộc." Giang giật rất vị ý nói, hắn ngược lại là muốn nhìn Độc Linh muốn chơi tới khi nào, ai ngờ sau một khắc để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh độc linh trên đầu một cái kim sắc hồn trùng đột nhiên bay ra, chậm rãi hướng giang trong đầu của hắn bay đi. Ông, giang giật ngay từ đầu còn như lâm đại địch, nhưng dò xét mấy lần xác định là hồn trùng không thể nghi ngờ, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, vận chuyển linh hồn chi lực đem cái này hồn trùng luyện hóa. a à, các loại chờ hồn trùng triệt để luyện hóa, hắn cùng độc linh có chút một tia tinh thần liên hệ về sau, giang giật lần này có loại mơ mộng hảo huyền cảm giác tựa hồ hết thảy đều là như vậy hoang đường buồn cười như vậy, như vậy không thể tưởng tượng. Thiếu chủ, độc linh lần nữa thật sâu cúi xuống, chân thành nói ra, ngươi không cần lập thiên đế huyết thệ, chỉ cần ngươi có thể dốc hết toàn lực giúp ta trở về mị ảnh độc, áo phàm tựu đủ hài lòng. Ta, ta, giang giật giờ khắc này ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, độc linh, ta vừa rồi cho là ngươi gạt ta, sở dĩ. Liền theo khẩu đáp ứng, nói thực ra ta cũng không thể lực mang ngươi trở về mị ảnh tộc, hắn muốn đi thánh linh giới đều không đi được coi như có thể đi hắn tính là thứ gì y phiêu phiêu còn chấn áp tại thần sơn phía dưới đâu y phiêu phiêu càng không có biện pháp giúp độc linh độc linh đã bị mị ảnh tộc đuổi lớn như thế tộc chắc chắn sẽ không đón thêm bị một tên phản đồ người có độc linh nhãn bên trong sáng lên sáng rực quang mang rất khẳng định nói ra chỉ cần thiếu chủ cùng mẫu thân ngươi nói một câu ta tự tuyệt đối có cơ hội trở về tộc đàn mẫu thân sang giật đôi mắt ảm đạm cũng không gạt độc linh đạo độc linh mẫu thân của ta nghe nói giờ phút này bị trấn áp tại thần sơn phía dưới. Ta biết, độc linh đáp lời để giang giật tinh thần nhất trấn, hắn nói ra, phiêu phiêu tiểu thư là bị trấn áp tại thánh linh sơn phía dưới, hắn tự mình hạ giới, còn cùng phàm nhân kết hôn sinh con, vi phạm với tộc Pháp, bị phạt trấn áp tại thánh linh sơn hạ 10 năm, việc này tại địa giới đều gây nên rất lớn oanh động đâu. Giang giật đôi mắt chuyển động, rất nhanh kịp phản ứng, ngưng âm thanh hỏi, người ý tứ, mẫu thân của ta tại mị ảnh tộc địa vị không thấp, Độc Linh gật đầu nói, hắn là tộc trưởng nhỏ nhất nữ nhi, cũng là chúng ta mỹ ảnh tộc xinh đẹp nhất thánh linh tốn, còn tại địa giới thập đại mỹ nhân bên trong xếp hạng đệ nhị đâu. A, à, Giang giật trong đầu hiển hiện y phiêu phiêu dung nhan, không hiểu đau lòng, y phiêu phiêu quả nhiên bị trấn áp tại thần sơn bên trên, bị trấn áp 10 năm, ấn xuống dưới thời gian tính toán liền là ngàn năm. Nàng không chỉ phải thừa nhận thân thể nỗi khổ, còn muốn tiếp nhận vô tận tưởng niệm cùng lo lắng, nữ tử này quá khổ quá khổ, mà hết thảy kẻ cầm đầu lại là hắn cùng Giang Biệt Ly. Độc Linh không có chú ý tới Giang giật thần sắc không đúng, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, năm đó ta phạm sai lầm, bị gia tộc đuổi ra ngoài, vĩnh thế không được trở về tộc đàn, đời đời kiếp kiếp không thể dùng mỹ ảnh tộc danh hào. Đây đối với chúng ta mỹ ảnh tộc tới nói là chuyện thống khổ nhất, đời ta nguyện vọng lớn nhất liền là đạt được gia tộc tha thứ, trở lại tộc đàn, chúng ta mỹ ảnh tộc có thể chết, nhưng không thể không có vinh quang. Thiếu chủ, mẫu thân của ngươi là tộc trưởng tiểu nữ nhi mặc dù cũng phạm sai lầm, nhưng thời gian 10 năm nháy mắt đã qua. Tộc trưởng đau như vậy yêu hắn, nói không chừng sẽ còn sớm phóng xuất. Chỉ cần thiếu chủ mang ta trở về, để phiêu phiêu tiểu thư hỗ trợ nói hai câu, áo phàm liền có thể trở về gia tộc. Giang giật chậm rãi bình phục tâm tình, triệt để minh bạch vì sao độc linh muốn như thế. Xem ra loại này bản thổ thần tộc trong khung hoàn toàn chính xác có một loại kiêu ngạo, tình nguyện chết cũng không nguyện ý mất đi thuộc về tộc quần kiêu ngạo cũng không biết năm đó y phiêu phiêu tại sao lại coi trọng giang biệt ly hắn ổn định lại tâm tạm thời không đi nghĩ y phiêu phiêu sự tình trầm giọng hỏi lần này các ngươi còn có người sao hết rồi độc linh nói ra lần này chỉ chúng ta năm người đón mua mấy cái thần bọn phỉ đoàn bị các ngươi diệt ba cái còn có hai cái thực lực không phải rất cường đại sở dĩ ta mới quyết định tự mình xuất thủ kia trước thu thập một chút chiến trường rời đi cái này rồi nói sau giang giật khoát tay áo thúc giục nói lần này thế nhưng là tới rất nhiều diệt ma chiến thần cũng đừng tái xuất loạn gì độc linh đánh chết hiên viên ra người việc này cũng tuyệt đối không thể tiết ra ngoài tốt độc linh thân con lóe lên tại phụ cận dạo qua một vòng đổ một chút bột phấn tam ra đám người thi thể thế mà giấy lên lừng ngực liệt hỏa mấy hơi thời gian sau biến thành một đống bột mịn hưu, độc linh bay tới trong tay cầm mấy cái không gian giới chỉ đưa cho giang giật nói thiếu chủ những này cho ngươi ta không cần giang giật cũng không khách khí đưa tay tiếp nhận mấy cái giới chỉ nhẹ nhõm luyện hóa rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên lấy ra một tòa bảo tháp luyện hóa một trận nhưng lại lắc đầu ủ rũ nói cái này không gian thần khí cùng hỗn nguyên châu không tranh lệch nhiều a à, quá nhỏ thiếu chủ muốn không gian thần khí độc linh giới chỉ sáng lên lấy ra một cái hạt châu nói đây là ta đã từng lấy được một cái bảo vật tên là đại thiện châu bên trong không gian phi thường lớn thiếu chủ ngươi xem một chút có đủ hay không độc linh giải trừ đại thiện châu bên trong dấu ấn tinh thần Giang giật tiếp nhận luyện hóa thoáng cái, gật đầu nói, không tệ, so hỗn nguyên châu lớn gấp trăm lần, đầy đủ. Thiếu chủ cầm đi, ta cầm không dùng. Độc linh cung kính nói, lập tức hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ cầm không gian thần khí làm gì chẳng lẽ là. Hắc hắc, Giang giật cười một tiếng, gật đầu nói, không sai, ta muốn lấy ra giả hoàng cát trùng. Lần này bọn hắn là đến giết độc linh, độc linh trở thành hắn hồn nô, Giang giật tự nhiên chuẩn bị đi trở về trở về hắn không có khả năng mang theo một đám hoàng cát trùng ở bên người A chứa ở trong không gian giới chỉ không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến trở về, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, độc linh, lần này là ai sai xử ngươi hiên viên khoan thai vẫn là hiên viên lăng yên. Độc linh trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, cuối cùng trả lời là lăng yên tiểu thư. Ha ha, hiên viên các chủ A, Giang giật trên thân trong nháy mắt đằng đằng sát khí, giờ khắc này trong lòng hắn hiên viên lăng yên đã là một người chết hắn người này một mực chính là như vậy tính khí, có ân báo ân, có cửu báo cửu, mặc kệ đối phương là bối cảnh cỡ nào cường đại, làm trước lại nói. chương 1409, danh chấn địa giới. Cái này tiểu thú, độc linh mang theo giang giật sông vào lòng đất, tiểu thú độc giác không ngừng lấp lánh quang mang nhanh chóng khống chế hoàng cát trùng, dùng độc linh ánh mắt như thế nào lại nhìn không ra tiểu thú chỗ khác thường giang giật cũng không gạt hắn, gật đầu nói đây chính là nguyên thủy linh bảo, cũng là nó khống chế hoàng cát trùng. Đồ tốt, độc linh cảm khái nói, thiếu chủ quả nhiên không hổ là phiêu phiêu tiểu thư công tử, có thể được đến như thế thiên địa mỹ linh đi theo, thiếu chủ ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. À. Giang giật ngượng ngùng cười cười, không nói gì, cái này tiểu thú mặc dù cùng hắn quan hệ rất không tệ, nhưng cũng không có nhận chủ, Giang giật rất lo lắng cái này tiểu thú trưởng thành đến mức nhất định nói không chừng liền sẽ rời đi hắn, dù sao cường đại kỳ thú là không thể nào đi theo một cái so với mình thực lực nhỏ yếu nhiều người như vậy. Chuyện sau này về sau nói, Giang giật để tiểu thú khống chế 5 vạn con hoàng cát trùng, toàn bộ cất vào đại thiện châu bên trong, lúc này mới cùng độc linh nói ra, đi, hồi trở lại thần ưng thành tìm hiên viên lăng yên tính sổ sách đi. Thiếu chủ, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một sự kiện độc linh trong mắt lần nữa hiện lên một tia xoắn suýt, giang giật kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái nói, nói đi. Độc linh thật sâu ít mấy hơi nói, có thể hay không đừng giết hiên viên lăng yên, trước kia ta bị diệt ma các truy sát lúc, là lăng yên tiểu thư phù hộ ta, Mặc dù ta biết nàng là muốn lợi dụng ta, những năm này ta cũng giúp các nàng làm rất nhiều chuyện. Bất quá nàng cứu ta một mạng, đây là ân tình, ta độc linh mặc dù làm rất nhiều mất hết thiên lương sự tình, nhưng vừa báo quy nhất báo. Dạng này a, à, Giang giật trầm ngâm, mặc dù độc linh là hắn hồn nô, hắn như cưỡng ép muốn giết hiên viên lăng yên, độc linh cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng độc linh nói thế nào xem như người mình, Giang giật không đành lòng tổn thương hắn tâm. Hắn gật đầu nói ra, chỉ cần không giết nàng là được a. À ừm ừm độc linh nhẹ gật đầu giang giật khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười cũng không còn nói chuyện này ngược lại hỏi đúng rồi độc linh truyền thuyết năm đó người chu diệt một thành chỉ còn có một cái bộ lạc nhưng có việc này có độc linh gật đầu nói bất quá ta chỉ là giết tần ra người cũng không có giết người vô tội cái kia thành chỉ cùng trong bộ lạc có hơn phân nửa là tần ra một cái bên cạnh tộc năm đó ta bị tộc đàn trục xuất thánh linh giới ta mang theo thê tử đi vào địa sát giới tùy ý tìm cái thành nhỏ ở lại chuẩn bị mai danh ẩn tích sống hết đời nhưng thành chủ nhi tử lại ngấp nghé thê tử của ta sắc đẹp tại ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ mạnh mẽ làm lộ nàng đồng thời tàn nhẫn sát hại ta sau khi trở về trong cơn giận dữ liền đem thành nội sở hữu tần gia con em toàn bộ chém giết một cái không có thừa giết tốt giang giật quát khẽ một tiếng lập tức lại cảm thấy không đúng tần gia công tử hoàn toàn chính xác có tội bất quá những cái kia người già trẻ em chỉ ít không có tội a à. hắn lắc đầu đã qua sự tình cũng không đi xoắn suýt quá nhiều vỗ vỗ độc linh bả vai nói yên tâm đi ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi trở về mỹ ảnh tộc chờ hồi trở lại thánh linh giới về sau ta đem hồn trùng trả lại cho ngươi tạ thiếu chủ độc linh cảm kích chắp tay nói giang giật vốn định lập tức đem hồn trùng trả lại độc linh về sau suy nghĩ một chút vẫn là bảo thủ một chút tốt dù sao độc linh người này quá kinh khủng hai người một đường hướng hoàng cát thành phóng đi độc linh biến thành tiêu lãnh dáng vẻ Giang giật tại một đoạn thời khắc thật đúng là coi là độc linh liền là tiêu lãnh, âm thầm cảm khái hắn cái này thuật ngụy trang thần kỳ. Nghĩ đến tiêu lãnh, Giang giật vội vàng lấy ra độc linh trả lại hắn hỗn nguyên châu, tâm thần yên lặng đi vào nhìn lướt qua. Phát hiện tiêu lãnh vẫn còn đang hôn mê bên trong, Trương Hải đang cho hắn chữa thương, hắn truyền một câu cho Trương Hải nói cho hắn biết an toàn, còn lại sự tình hồi trở lại thần ưng thành lại nói. Lần này có độc linh mang theo, một đường lại không có tao ngộ nửa người, Giang giật tại trở lại Hoàng Cát Thành về sau, không có lập tức truyền tống mà là tìm địa phương nghỉ ngơi, lần này quá kinh nghiệm, để linh hồn hắn đến trong khung đều cảm giác thật sâu mỏi mệt. Hào hào ngủ một giấc, trọn vẹn ngủ 7-8 canh giờ, Giang giật tỉnh lại toàn thân đều trầm tĩnh lại, giấc ngủ quả nhiên là an dưỡng phương thức tốt nhất. Hắn nhìn lướt qua gian phòng, cũng không nhìn thấy độc linh, quát khẽ một tiếng nói, độc linh. Hưu, một đạo quỷ ảnh bay ra, đem Giang giật giật nảy mình, thấy là độc linh về sau, Hắn mới nghi ngờ mà hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Ta một mực tại gian phòng bên trong, Độc Linh nhếch miệng cười nói, đây là mỹ ảnh tộc đặc thù thần thông, tiềm ẩn thuật. Tiềm ẩn thuật, Giang giật con mắt mở tròn vo, kinh hô lên, tiềm ẩn thuật ta cũng sẽ a. À. Ha ha ha, Độc Linh cười ha hả nói, người kia là giả, là căn cứ mị ảnh tộc thần thông diễn hóa mà đến, Người tiềm ẩn thuật thần vương đều có thể xem thấu a à của ta tiềm ẩn thuật, trừ phi phong hào chiến thần vẫn là linh hồn đặc biệt cường đại, bình thường chiến thần tuyệt đối nhìn không thấu. Lợi hải Giang giật âm thầm cảm khái, trầm tư một lát hỏi, độc linh, chúng ta có thể đi thánh linh giới sao ta muốn đi tìm mẫu thân? Không thể, độc linh lắc đầu nói, giống như người trở về, không chỉ có không cách nào nhìn thấy phiêu phiêu tiểu thư, thậm chí lập tức có thể sẽ bị đánh giết. Phiêu phiêu tiểu thư năm đó tự mình hạ giới sự tình, bị tộc ta cho rằng là vô cùng nhục nhã. Cũng là, Giang giật đôi mắt tối sầm lại, Độc Linh chưa nói rõ ràng, chính hắn lại suy nghĩ minh bạch. Đối với mị ảnh tộc tới nói, y phiêu phiêu hạ giới cùng phàm nhân kết hôn sinh con, kia là mị ảnh tộc sỉ nhục, hắn càng là sỉ nhục kết tinh. Như hắn ra thánh linh giới, sẽ nhói nhói mị ảnh tộc tộc trưởng, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Coi như không bị giết, cũng sẽ bị lập tức đuổi đi ra, y phiêu phiêu có thể sẽ càng bị tội. Chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể đi thánh linh giới? Giang giật thất thần thì thào, giờ khắc này tựa như đã mất đi thất hồn sáu phách, Độc Linh lắc đầu nói, có thể, chỉ cần thiếu chủ đạt tới nhất định thực lực cùng danh khí, giống như có thể danh chấn địa giới, tộc trưởng đoán chừng sẽ có lo lắng, thậm chí có khả năng tiếp nhận ngươi, sớm phóng thích phiêu phiêu tiểu thư ra. Danh chấn địa giới, Giang giật vừa mới giấy lên một tia hy vọng vừa trầm xuống dưới, hắn cười khổ nói ra, vậy cần bao lâu một năm mười năm vẫn là trăm năm. Thiếu chủ không nên gấp, Độc Linh kiên định nói ra, thiếu chủ có được như thế kỳ dị nguyên thủy linh bảo, chiến lực rất nhanh liền có thể tiêu thăng, ta cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp thiếu chủ tăng thực lực lên, đến lúc đó chúng ta quang minh chính đại, đường đường chính chính đi thánh linh giới. Đúng, Giang giật đôi mắt phát sáng lên, cái này tiểu thú mới vừa vận xuất sinh, liền có thể khống chế hoàng cát trùng. Như giúp nó đi tìm một chút cường đại hỏa diễm, tìm kia mấy loại kỳ lạ đồ ăn giúp nó không ngừng trưởng thành, nói không chừng còn có thể có được cái khác cường đại thần thông đâu. Bằng vào hoàng cát trùng, hắn diệt ma chiến thần dưới đây vô địch hắn mới đến thượng giới bao lâu nói không chừng không được bao lâu hắn liền có thể danh chấn địa giới, đến lúc đó đường đường chính chính đi thánh linh giới, đem y phiêu phiêu theo thánh linh sơn phía dưới giải cứu ra. Mẫu thân, chờ ta, hài nhi nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Giang giật thì thào một tiếng, thình linh đứng lên nói đi, hồi trở lại thần ưng thành. chương 1410, làm xấu hổ sự tình. Ông, thần thắng bộ lạc diệt ma các trong hậu viện, hiên viên lăng yên bên hông một khối ngọc bội phát sáng lên, đang tu luyện ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, nhìn lướt qua ngọc bội nàng cặp kia xuân thủy đôi mắt lập tức phát sáng lên, nhếch miệng cười nói, giang giật, để ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đi minh giới sau nhất định không muốn như thế không biết thời thế. Đưa tin đến từ độc linh, đưa tin nội dung rất đơn giản đồ vật đã tới tay. Độc linh kỳ thật trước kia vẫn ở hiên viên lăng yên bên người làm ám vệ, đi giám thị giang giật cũng là độc linh, phía sau tất cả mọi chuyện đều là độc linh tự mình an bài. Vật tới tay, đại biểu hàm nghĩa rất rõ ràng, nguyên thủy linh bảo tới tay, cũng đại biểu giang giật chết rồi. Khanh khách, hiên viên lăng yên mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng lên, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vui mừng, trong phòng đi qua đi lại, sau một lúc lâu nàng mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, tiểu ưng vương, chờ ta được đến nguyên thủy linh bảo, bản tiểu thư thực lực tuyệt đối có thể tiêu thăng, hôm qua ngươi đối ta xa cách, trời sáng ta để ngươi không với cao nổi, hừ hừ. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, hiên viên lăng yên một mực tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, không tĩnh tâm được tu luyện. Tại mấy canh giờ sau, ngoài cửa đột nhiên phiêu khởi một trận thanh phong, hiên viên lăng yên đôi mắt lập tức sáng lên, quát khẽ nói, trở về. Hiu, thanh phong dần dần ngưng kết, độc linh ra khỏi phòng bên trong, không bằng hắn một mặt cay đắng, đối hiên viên lăng yên chắp tay nói, thật có lỗi, lăng yên tiểu thư. Ừ, hiên viên lăng yên đầy mắt không hiểu, hỏi, người không phải đưa tin vật tới tay sao? Hưu, độc linh thân thể lóe lên, nhẹ nhõm trôi giạt đến hiên viên lăng yên bên người, một tay tại trên lưng nàng vỗ, một đạo năng lượng tràn vào, hiên viên lăng yên thần hạch bị trong nháy mắt phong ấn, sau đó độc linh một tay tìm tòi, nhẹ nhõm hạ hiên viên lăng yên không gian giới chỉ còn có đưa tin ngọc bội. Kít, bên ngoài đại môn lúc này chậm rãi bị đẩy ra, một cái toàn thân đều bao phủ tại chiến giáp bên trong võ giả đi tới, hắn sau khi đi vào đem cửa gian phòng quan bế, trên thân chiến giáp lúc này mới sáng lên, dần dần biến mất, lộ ra một tấm thanh tú mặt, hắn nhếch miệng cười nói, hiên viên các chủ, đã lâu không gặp. Giang giật, hiên viên lăng yên tựa như gặp quỷ, ánh mắt đột nhiên hướng sau lưng độc linh nhìn lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, độc linh, ngươi lại dám phản bội ta nếu không phải bản tiểu thư, năm đó ngươi sớm bị người chặt thành toái thi, ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Lăng yên tiểu thư, thật có lỗi. Độc Linh lần nữa chắp tay nói, những năm này ta giúp ngươi đã làm nhiều lần sự tình, tính toán thanh toán xong đi yên tâm thiếu chủ đáp ứng ta sẽ không giết ngươi hưu, độc linh thân thể lóe lên bay ra ngoài giang giật quan bế gian phòng cấm chế lúc này mới vẻ mặt tươi cười nhìn qua hiên viên lăng yên nói hiên viên các chủ ta đáp ứng độc linh không giết ngươi nhưng ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta ta không trả thù ngươi một phen lại cảm thấy có lỗi với mình nếu không chúng ta tới làm xấu hổ sự tình a à. vù vù hiên viên lăng yên gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên trắng bệch nhìn qua giang giật cặp kia như là chó sói ở trên người nàng quét tới quét lui ánh mắt, toàn thân đều run rẩy nàng hai tay ôm trước ngực, mang theo một tia thanh âm rung động nói ra, giang giật, người muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, ta là hiên viên gia tiểu thư, gia gia của ta là diệt ma các phó các chủ, chúng ta hiên viên gia là địa sát giới thập đại gia tộc một trong, người dám xâm phạm ta, người hẳn phải chết không nghi ngờ, người phi thang giới diện đều sẽ bị hủy diệt. Thật sao ta thật là sợ nha, giang giật ngữ khí rất sợ hãi, thân thể lại nhanh chân hướng Hiên Viên Lăng Yên đi vào, từng bước một tiếp cận nàng, Hiên Viên Lăng Yên thì từng bước một lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Nàng thiên lực bị phong ấn, đưa tin lệnh bài cùng không gian giới chỉ đều bị độc linh cầm, nàng mặc dù hiểu một điểm công kích linh hồn, nhưng không phải rất mạnh, đối mặt giang giật cũng cảm giác dê con tao ngộ sói đói, nàng triệt để sợ hãi, muốn gọi vài tiếng lại nhớ tới cấm chế đóng lại, bên ngoài không ai có thể nghe được. Ầm, uhm, phía sau lưng nàng tựa ở trên vách tường. Giang giật hai tay khoác lên trên tường, đưa nàng vây quanh bên trong, một cỗ mãnh liệt nam tử dương cương khí tức chuyển đến. Hiên viên lăng yên trong mắt nước mắt lấp lánh, cứng rắn không có chảy xuống, thân là hiên viên ra con em, nàng kiêu ngạo không cho phép nàng tại một cái hạ giới dế nhũi trước mặt biểu lộ yếu ớt. Hiên viên lăng yên, hiên viên ra thế hệ này xếp hạng đệ nhị tiểu thư, kim chi ngọc diệp A. Giang giật cúi đầu hí ngược nhìn qua ánh mắt trốn tránh, một cử động nhỏ cũng không dám hiên viên lăng yên, đùa cợt nói ra nghe nói rất nhiều công tử đều rất thích ngươi nhưng ngươi một mực thầm mến lục ưng vương ra nhi tử bất quá tiểu ưng vương lại cũng không chim ngươi ngươi nói nếu ngươi trong trắng không còn đời này có thể hay không triệt để cùng tiểu ưng vương không đùa không không hiên viên lăng yên gào thét vài tiếng liều mạng uốn éo người muốn trốn đi giang giật một cái tay như kìm sắt lâu chủ nàng eo để nàng căn bản là không có cách động đậy nàng đầy mắt oán hận gào thét giang giật ta thề chỉ cần ngươi lần này không giết chết được ta ta tuyệt đối diệt ngươi nhất tộc, ngươi đến từ thiên tinh giới A à ta cam đoan để các ngươi thiên tinh giới diệt thế. Hiên viên lăng yên bén nhọn thanh âm chấn động đến giang giật màng nghĩ đau nhức, kia tràn đầy ánh mắt cừu hận, còn có ác độc lời nói để giang giật nguyên bản bình hòa biểu lộ, trong nháy mắt trở nên nổi giận. Hắn đã đáp ứng độc linh không giết hiên viên lăng yên, nhưng xem tình huống này, cô gái này tử không chết, thiên tinh giới tự thật nguy hiểm. Hắn đôi mắt trở nên lạnh, chuyển động vài vòng, một cái tay khác đột nhiên bắt lấy hiên viên lăng yên trước ngực áo bào, đột nhiên xé ra, ôm nàng phía sau lưng tay cũng đồng thời dùng sức kéo một cái. Hiên viên lăng yên màu xanh biết xinh đẹp váy dài lập tức bị xé nứt, nàng mỹ lệ ngọc thể bại lộ trên không trung, chỉ còn lại một đầu màu hồng phấn,